Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 115. Người tốt. Hắn không biết phải làm thế nào mới được xem là một người tốt, hắn chỉ biết là, người khác đối tốt với hắn sẽ đối tốt với người khác. Đơn giản một câu, có ơn báo ơn, có oán báo oán, mọi chuyện không thẹn với lòng. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía kia cầu Nại Hà, lúc trước ngươi nói đến mạnh bà kia lại là người thế nào. Đúng lúc này, trên cầu Nại Hà kia đột nhiên xuất hiện một lão phu nhân, bà ta đứng ở trên cầu, đang nấu canh. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên ngây người, hắn nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, không phải ngươi nói mạnh bà mất rồi sao? Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm vào lão phu nhân kia, một lát sau, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, tức giận nói, nhìn cái gì? Một người biến mất ít nhất hàng trăm nghìn năm bỗng nhiên xuất hiện nấu canh cho ngươi kìa. Nhanh đi uống đi, canh này rất bổ, có thể tráng dương. Diệp Huyên hơi giật khóe miệng. Mẹ nó, bà lão này không phải thật sự đến đấy chỉ vì mình chứ. Nấu canh cho mình. Canh này uống vào thật sự tráng dương sao? Chấm 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 chấm. Sắc mặt Diệp Chi Mệnh vô cùng khó coi. Mạnh bà. Nàng ta có biết một chút về người này, mà người này đã hoàn toàn biến mất hàng chục nghìn năm. Vì sao đối phương lại xuất hiện ở đây, đồng thời còn nấu canh? Nàng ta gần như không cần nghĩ đã biết là vì Diệp Huyên. Ngoại trừ người xui xẻo nhất thế giới này, còn có ai có thể làm cho một người đã biến mất hàng chục nghìn năm đến đây nấu canh? Diệp Huyên này quả thực là có độc. Ngay từ đầu, nàng ta nghĩ rằng bản thân đi theo Diệp Huyên, sẽ mang đến cho Diệp Huyên tai họa lớn. Nhưng mà bây giờ xem ra, nàng ta đã hoàn toàn sai rồi. Mẹ nó, đi theo hắn, sẽ cho mang lại cho chính mình tai họa lớn. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên kéo nhẹ tay áo Diệp Chi Mệnh, nhẹ giọng nói, Chi Mệnh, đây là mạnh bà phải không? Diệp Chi Mệnh trừng mắt với Diệp Huyên, người nói xem. Diệp Huyên trầm giọng nói, bà ta là vì ta mới xuất hiện. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, người cũng coi như tự mình biết mình. Có người muốn giết ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, có ý gì? Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, ngươi nhìn bốn phía đi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, hắn nhíu mày, làm sao vậy? Diệp Chi Mệnh dùng hai ngón tay quẹt nhẹ qua hai mắt của Diệp Huyên, ngươi nhìn lại lần nữa. Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, mặt hắn biến sắc rồi. Ở bốn phía xung quanh hắn, có vài sợi màu đen thần bí, những sợi tơ này đang khóa chặt không gian xung quanh hắn, bất giác, không gian chỗ hắn đứng đã bị một lực lượng thần bí phong tỏa. Diệp Huyên trầm giọng nói, đây là cái gì? Diệp Chi Mệnh nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ giọng nói, pháp tắc đại đạo. Diệp Huyên nhíu mày, có ý gì? Diệp Chi Mệnh nói, có người làm cho đại đạo đã từng bị sụp đổ xuất hiện lại, nói cách khác, bây giờ ngươi đã ở dưới quy tắc đại đạo của âm phủ. Người bắt buộc phải làm theo quy tắc đại đạo của bọn họ. Qua cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà, tiến vào đạo luân hồi. Diệp Huyên nhíu mày, Chi Mệnh, không phải ngươi nói đại đạo đã sụp đổ rồi sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy. Rất nhiều trật tự và quy tắc của trời đất trước đây đã không còn sót lại chút gì. Nhưng là, cũng không phải tất cả pháp tắc đại đạo đã bị con người nghịch chuyển. Rất rõ ràng. Trước mắt ngươi đã gặp được một vị người bảo vệ đại đạo trong truyền thuyết, mà ngươi hiện tại đã ở dưới quy tắc đại đạo của âm phủ. Diệp Huyên nhìn về phía mạnh bà ở trên cầu Nại Hà phía xa kia, mạnh bà này là người bảo vệ đại đạo. Diệp Chi Mệnh gật đầu, phải. Trong tay Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, ngay sau đó, hắn chém một nhát kiếm. Suy. Không trung vang lên một tiếng khí vỡ, nhưng mà chỉ thế thôi. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, lực lượng của pháp tắc đại đạo này có chút quỷ dị. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, pháp tắc đại đạo áp chế. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, trừ phi ngươi có thể phá đạo, hoặc là thực lực đạt tới chứng đạo cảnh cũng được, bởi vì đại đạo cũng chia mạnh yếu, nếu ngươi có thể đạt tới chứng đạo cảnh, cái trước mắt này có lẽ cũng không nhốt được ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ. Đang muốn kích hoạt huyết mạch chi lực, lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, trước tiên đừng động thủ vội,
chúng ta không ngại qua đó xem thử trước đã. Diệp Huyên gật đầu, cũng được. Hai người đi về phía cầu Nại Hà. Diệp Huyên bỗng nhiên nói, Chi Mệnh, người cảm thấy là ai muốn giết chết ta? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, người ta có mục sinh giúp ẩn nấp, âm phủ hẳn là vẫn chưa biết ngươi đến nơi này. Diệp Huyên đột nhiên nói, vậy chỉ còn hai người, người thứ nhất, người Thanh Nhi phải đối phó, cũng chính là người đã cho ta nguyên nhân tai ách, nhưng ta cảm thấy có lẽ không phải là người này. Mà trừ người này ra, vậy chỉ còn lại một người. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, là nàng ta. Nàng ta chính là cô gái đã nguyền rủa Man Châu và Sa Hoa. Diệp Huyên gật đầu, hẳn là nàng ta. Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, đối phương trả thù cũng quá nhanh rồi. Diệp Huyên nói, bản thể của đối phương hẳn là không ở nơi này. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên, ta có lẽ đã đoán được lai lịch của nàng ta rồi. Diệp Huyên có chút tò mò, lai lịch như thế nào? Diệp Chi Mệnh nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng nói, có thể có thủ đoạn như thế này, khẳng định là người của nơi đó. Diệp Huyên đang muốn nói, mà lúc này, Diệp Huyên phát hiện, không gian xung quanh hắn và Diệp Chi Mệnh bắt đầu dần trở nên hư ảo. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, đi, qua cầu Nại Hà. Nói xong, nàng ta dẫn theo Diệp Huyên đi qua cầu Nại Hà, khi hai người đến cây cầu kia, Diệp Huyên vừa định đi tầng trên nhất. Nhưng là, một lực lượng thần bí lại chặn hắn lại. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, nàng ta trầm giọng nói, đi tầng thứ hai. Diệp Huyên gật đầu, hắn và Diệp Chi Mệnh đi xuống tầng thứ hai, mà lúc này đây, hai người rất thuận lợi bước lên cầu tầng thứ hai. Diệp Chi Mệnh nói, nửa tốt nửa xấu. Diệp Huyên cười nói, đi thôi. Nửa tốt nửa xấu. Hắn thực ra đã sớm đoán ra rồi. Bởi vì kiếm ý trước đây của hắn chính là kiếm ý thiện ác. Còn hiện tại, kiếm ý của hắn đã vô hình, đạt tới cấp độ kiếm biến, bởi vậy, hắn đã không còn rối rắm về đạo thiện ác. Hai người chậm rãi đi về phía xa, trong lúc đi, hai bên có vô số ác hồn lệ quỷ điên cuồng rít gào về phía bọn họ, những âm hồn ác quỷ này mặt mũi dữ tợn, rít gào một cách cuồng loạn, thậm chí có vài con còn không ngừng lao về phía Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh. Nhưng, những âm hồn ác quỷ này đều không cách nào đến gần cầu Nại Hà. Diệp Huyên nhìn thoáng qua những âm hồn ác quỷ này, may là hắn không ra tay cứu giúp, những âm hồn này vừa nhìn đã không phải thứ gì tốt đẹp. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, kiếm chấn hồn xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên, người muốn làm gì? Diệp Huyên cười nói, Chi Mệnh. Người nói xem trong sông Vong Xuyên có bao nhiêu âm hồn ác quỷ. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, vô số. Diệp Huyên khẽ nhếch khóe miệng, kiếm chấn hồn trong tay hắn bay đi, sau đó biến mất vào trong sông Vong Xuyên. Rất nhanh, một hơi thở mạnh mẽ truyền ra từ trong sông Vong Xuyên, ngay sau đó, ở cách bọn họ không xa đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy màu đen, vô số âm hồn ác quỷ bị lốc xoáy màu đen kia cắn nuốt. Diệp Chi Mệnh nhìn sâu vào lốc xoáy màu đen, nàng ta biết, khi kiếm chấn hồn xuất hiện lại, khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng ta và Diệp Huyên đều còn sống. Diệp Huyên đột nhiên nói, Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt có một tia nghi hoặc làm cái gì. Diệp Huyên nhếch miệng cười, hắn lấy ra một vật nhét vào trong tay Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh mở lòng bàn tay ra nhìn, trong tay chính là miếng đá hộ mệnh của mục sinh đưa cho Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên cười nói, lát nữa nếu tình hình không tốt, người cứ đi, có vật này, người có thể chạy ra ngoài. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, người có ý gì? Diệp Huyên lắc đầu, không có ý gì, đây là họa do tự ta gây ra, không thể liên lụy đến ngươi. Diệp Chi Mệnh đột nhiên vứt miếng đá cho Diệp Huyên. Tức giận nói, liên lụy ta. Bây giờ ngươi nói với ta sợ liên lụy đến ta, vậy ngươi lúc trước đang làm cái gì? Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, Diệp Chi Mệnh lại nói, còn nữa, ngươi nghĩ rằng ta sợ cô gái kia sao? Ta nói cho ngươi, cho dù bản thể của nàng ta đến, nàng ta cũng không giết được ta. Ngươi có tâm tư kia, thì vẫn là tự lo cho mình nhiều hơn đi.
Nói xong, nàng ta xoay người đi về phía Mạnh Bà ở xa xa. Tại chỗ, Diệp Huyên ngây người, sau đó hắn vội vàng đuổi theo. Diệp Huyên kéo nhẹ tay áo của Diệp Chi Mệnh, người giận rồi à? Diệp Chi Mệnh gạt tay Diệp Huyên ra, mặt không chút thay đổi, không nói lời nào. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, ta chỉ là không muốn liên lụy ngươi. Diệp Chi Mệnh dừng lại, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, lúc trước người nói coi ta là bạn bè, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, nếu ngươi thật sự coi ta là bạn, ngươi sẽ không để ta rời đi một mình vào thời điểm như thế này. Ngươi đưa miếng đá cho ta, rõ ràng là ngươi không coi ta là bạn. Ta tin rằng, nếu An cô nương ở đây, ngươi chắc chắn sẽ không bảo nàng ta rời đi một mình, đúng không? Diệp Huyên trầm lặng. Nếu An Lan Tú ở đây, hắn chắc chắn sẽ không bảo nàng ta rời đi một mình, bởi vì hắn biết, nàng ta khẳng định sẽ không rời đi. Nghĩ vậy, Diệp Huyên đột nhiên thấp giọng thở dài, xin lỗi. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, xin lỗi cái gì? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ngươi đã coi ta là bạn của ngươi, nếu không phải như vậy, lúc trước ngươi sẽ không đồng ý với ta đến âm phủ, lại càng không đồng ý giúp ra tay cứu Mạn Châu và Sa Hoa. Là lỗi của ta, lúc nãy não ta có vấn đề, không nghĩ đến điểm này, còn luôn cho rằng ngươi đi theo ta, chỉ là vì trốn tai họa và đạo kinh. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, ta nói cho ngươi, ngươi không sai. Ta đi theo ngươi chính là vì trốn tai họa và đạo kinh. Diệp Huyên cười nói, được được, ngươi lợi dụng ta, ta đây cũng lợi dụng ngươi. Diệp Chi Mệnh trừng mắt với Diệp Huyên, đừng cợt nhả, ta rất nghiêm túc. Diệp Huyên vội vàng gật đầu, ta biết, ngươi là nghiêm túc, ta cũng rất nghiêm túc. Hắn biết, Diệp Chi Mệnh chính là nói năng chua ngoa, tâm đậu hủ, phải thuận theo nàng ta. Diệp Chi Mệnh hít sâu một hơi, người thật không biết xấu hổ. Nói xong, nàng ta xoay người đi về phía xa. Diệp Huyên cười ha ha, hắn vội vàng đuổi theo, sau đó nói, Chi Mệnh, có cách nào giải quyết tình cảnh hiện tại của chúng ta không? Diệp Chi Mệnh mặt không chút thay đổi, không có. Diệp Huyên cười hì hì, sau đó nhìn về phía bà lão Mạnh Bà kia, nếu không, chúng ta xử lý người nấu canh này đi. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, ngươi nghiêm túc. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, ta không thể đánh lại sao? Bà ta chỉ là một người nấu canh thôi mà. Diệp Chi Mệnh tức giận nói, ngươi đánh cái chùy. Người nấu canh này từng là thần linh, ngươi có biết thế nào là thần linh không? Chính là người được pháp tắc đại đạo gia tăng, người như thế, có pháp tắc đại đạo gia tăng, có ấn thần linh, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với chứng đạo cảnh bình thường, đánh chết bà ta. Nhìn thấy cái muôi bà ta nấu canh không, một muôi của bà ta có thể gõ nát chán của ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía Mạnh Bà vẫn đang nấu canh, nhẹ giọng nói, đấu võ không được, chúng ta đây đấu văn. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, đấu văn của ngươi chính là lừa dối đi. Nếu ngươi có thể lừa thành công, ta. Diệp Huyên có chút khiêu khích, ngươi sẽ thế nào? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, nếu ta lừa thành công, ngươi liền hôn ta một cái, thế nào? Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh giận tím mặt, Diệp Huyên. Diệp Huyên vội vàng nói, hôn kiểu trong sáng. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nàng ta nắm chặt hai tay, Diệp Huyên đang muốn nói, nàng ta đột nhiên nói, được. Diệp Huyên chớp chớp mắt, ta chỉ là đùa một chút. Diệp Chi Mệnh mặt không chút thay đổi, ta coi là thật. Đi đi, nhanh đi lừa, nếu ngươi không lừa được, ta hiện tại sẽ cắn chết ngươi. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh tức giận nói, mau bắt đầu màn biểu diễn của ngươi. Diệp Huyên mỉm cười gượng gạo, sau đó hắn đi về phía Mạnh Bà, phía sau, Diệp Chi Mệnh đột nhiên lớn tiếng nói, Mạnh Bà, hắn sắp đến lừa bà. Nghe vậy, Diệp Huyên suýt chút nữa té xỉu. Mẹ kiếp! Cô gái này sao lại như vậy? Lúc này, Mạnh Bà đang nấu canh bỗng nhiên ngừng lại, bà ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở gần đó, cười u ám, người muốn lừa ta. Diệp Huyên quay đầu trừng mắt với Diệp Chi Mệnh, sau đó hắn nhìn về phía kia Mạnh Bà, hắn nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên cứt đắt ngón tay của mình, một giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay hắn. Diệp Huyên nhẹ nhàng chỉ một cái,
giọt máu kia bay đến trước mặt Mạnh Bà. Mạnh Bà, trước khi chết, ta có một nguyện vọng, ta muốn biết cha của ta là ai, bà có thể thỏa mãn cho ta không? Nghe vậy, ở cách đó không xa Diệp Chi Mệnh đột nhiên dâng lên nỗi bất an trong lòng. Mẹ nó, người này muốn đọ sức bằng cha rồi. Khi Mạnh Bà nhìn thấy giọt máu kia, trong ánh mắt không một gợn sóng của bà ta chợt hiện lên vẻ nghiêm trọng hiếm thấy. Diệp Chi Mệnh. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lấy kiếm linh ra, hắn đưa kiếm linh đến trước mặt Mạnh Bà. Mạnh Bà, kiếm này là của sư phụ ta là tông chủ kiếm tông, mặc một chiếc áo bào màu xanh. Ta tự biết hôm nay khó tránh khỏi chết, chỉ là kiếm này vô tội, vẫn mong Mạnh Bà tha cho kiếm này. Mạnh Bà nhìn kiếm linh, bàn tay cầm muôi gỗ của bà ta bất giác nắm chặt lại. Lúc này, Diệp Huyên lấy ra một thanh kiếm, chính là thanh kiếm trên đỉnh tháp, cũng chính là bội kiếm của sư tổ Đảo Trích Tiên. Diệp Huyên đưa thanh kiếm đến trước mặt Mạnh Bà, còn cả thanh kiếm này, đây là kiếm của đại ca ta, đại ca của ta thích mặc trường áo bào màu mây. Cũng mong Mạnh Bà sau này giúp ta trả thanh kiếm này cho đại ca ta, hơn nữa giúp ta nói hắn ta, tiểu đệ ta không có năng lực, không thể đi tìm hắn ta. Mạnh Bà nhìn hai thanh kiếm trước mặt, rơi vào trầm lặng. Còn chưa chấm dứt, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, hắn cười chua xót, còn có một người. Nàng tên Thanh Nhi. Ta biết, Mạnh Bà chắc chắn không biết nàng, nhưng mà không sao. Mạnh bà mạnh như vậy, nhất định có thể nhìn thấy nguyên nhân tai ách trên người ta đúng không? Mạnh Bà nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Bà ta đương nhiên có thể. Đây cũng là điều khiến bà ta kinh ngạc nhất lúc này, người này có nguyên nhân tai ách trên người vậy mà vẫn có thể sống đến bây giờ. Hơn nữa, bà ta lần đầu tiên nhìn thấy nguyên nhân tai ách trong truyền thuyết. Hóa ra đây không phải truyền thuyết, mà thật sự tồn tại. Người này rốt cuộc là ai? Diệp Huyên thấp giọng thở dài, sở dĩ ta có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào Thanh Nhi giúp ta chống lại nguyên nhân tai ách. Nhưng mà bây giờ, ta tự biết không phải là đối thủ của Mạnh Bà, đợi sau khi Mạnh Bà giết ta. Mạnh Bà đột nhiên nói, ngươi là nói người tên Thanh Nhi đang giúp ngươi chống lại nguyên nhân tai ách. Diệp Huyên chớp chớp mắt, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Mạnh Bà nhìn thẳng vào Diệp Huyên, không ai có thể chống lại nguyên nhân tai ách. Diệp Huyên giang hai tay, nhưng ta vẫn còn sống. Trong mắt Mạnh Bà chợt lóe lên hai luồng ánh sáng màu xanh, giờ phút này, bà ta giống như nhìn thấu Diệp Huyên. Một lát sau, hai tay bà ta đột nhiên rung lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, thật sự có người đang thay người tay ngăn cản nguyên nhân tai ách. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là vị cao thủ siêu cấp nào đó chuyển thế? Diệp Huyên bỗng nhiên từ từ nhắm mắt, cha, đại ca, sư phụ, Thanh Nhi, vĩnh biệt, Mạnh Bà, ra tay đi, ta không phản kháng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mạnh Bà nhìn hai thanh kiếm và giọt máu trước mặt kia, bà ta trầm ngâm một lát, sau đó nói, công tử, ngươi đừng như vậy, ta chỉ là một người nấu canh, chưa từng nghĩ đến giết người. Diệp Chi Mệnh. Chấm 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 chấm. Nấu canh. Sắc mặt của Diệp Chi Mệnh ở một bên trở nên có chút khó coi. Nàng ta biết, Mạnh Bà này đã kiêng kỵ rồi. Có điều, đây cũng là điều bình thường. Ai nhìn thấy huyết mạch và kiếm của tên này xong mà có thể không kiêng dè chứ? Có thể nói, người có thực lực càng mạnh, càng sẽ cảm nhận rõ ràng sức mạnh của huyết mạch đặc biệt của Diệp Huyên cùng với hai thanh kiếm kia. Còn một thứ nữa chính là nguyên nhân tai ách. Loại nguyên nhân tai ách này mặc dù đại diện cho kiếp nạn, tai họa, bệnh tật, thế nhưng, có thể mang nguyên nhân tai ách trên người, hơn nữa còn có thể sống sót tiếp, điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là có người đang giúp Diệp Huyên ngăn chặn nguyên nhân tai ách. Mà phải mạnh đến mức nào mới có thể ngăn được nguyên nhân tai ách này? Diệp Huyên không nói gì, nhưng trong lòng Mạnh Bà đã tự có suy xét. Mạnh Bà chậm rãi nấu canh, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên chớp mắt, Mạnh Bà sẽ không giết ta sao? Mạnh Bà liếc nhìn Diệp Huyên một cái, công tử lấy máu rồi lại cầm kiếm không phải vì muốn nói với mụ già như ta đây rằng phía sau ngươi có người sao? Diệp Huyên khẽ hành một lễ, tiền bối, ta đánh không lại bà. Mạnh Bà nhàn nhạt nói, công tử yên tâm,
ta đánh thắng được ngươi, nhưng không dám đánh ngươi. Hai người đều rất thẳng thắn. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói tiền bối đã biến mất mấy vạn năm đột nhiên xuất hiện, chắc là vì ta mà tới, không biết tiền bối là nhận được sự ủy thác của ai. Mạnh Bà khẽ nói, công tử hà tất đã biết rõ rồi còn cố hỏi. Người phụ nữ cầm quạt đó. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, nàng ta báo thù như này cũng quá là nhanh rồi. Mạnh Bà lắc đầu thở dài, kỳ thực, công tử không nên nhúng tay vào chuyện của Hoa Bỉ Ngạn đó. Diệp Huyên nhìn về phía Mạnh Bà, ta nghe Chi Mệnh nói, tiền bối là một vị thần tiên, là người bảo vệ pháp tắc đại đạo, một người có thân phận, có địa vị như vậy như tiền bối, tại sao? Mạnh Bà cười nói, bởi vì nàng ta càng có thân phận và địa vị hơn ta. Diệp Huyên trầm mặc. Mạnh Bà khẽ nói, công tử yên tâm, ta sẽ không ra tay đâu. Trước khi tới, vốn tưởng rằng công tử chỉ là một người bình thường, nên muốn cố ý giúp người để được mang ơn, kết một phần thiện duyên với vị đó, xem sau này có thể tiến vào đạo đình, giành lấy một chức vị tốt hơn được không. Thế nhưng hiện giờ xem ra, công tử không chỉ không phải là người bình thường, mà phía sau còn có nhiều hậu đài như thế, giết công tử, mặc dù có thể kết thiện duyên với vị đó, thế nhưng cũng sẽ lại nhận lấy một phần nhân quả vô cùng lớn, cuộc mua bán này chẳng có lời. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, nếu như nàng ta đã muốn giết ta, vậy tại sao không tự mình đích thân tới đây chứ? Mạnh Bà nhìn thẳng Diệp Huyên, bởi vì nàng ta cảm thấy, người vẫn chưa đủ tư cách để nàng ta đích thân tới. Diệp Huyên. Mạnh Bà lắc đầu, lại nói, công tử, kỳ thực, người không nên nhúng tay vào chuyện của Hoa Bỉ Ngạn đó. Diệp Huyên cười nói, tiền bối chắc hẳn biết rõ chân tướng của sự việc đó, đúng không? Mạnh Bà gật đầu, chỉ có thể nói là mệnh của bọn họ không được tốt. Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, mệnh không tốt, sự tùy hứng của kẻ mạnh, lại chính là số mệnh của kẻ yếu, chuyện này thật quá nực cười mà. Mạnh Bà nhìn Diệp Huyên, thế giới này chính là như vậy. Diệp Huyên nhìn thẳng Mạnh Bà, ta nghe Chi Mệnh nói, tiền bối là người bảo vệ pháp tắc đại đạo, còn từng là người đại diện cho sự công bằng của đại đạo. Chẳng lẽ tiền bối không phải cũng nên xử lý một cách công bằng sao? Bằng không, đây há chẳng phải đồng nghĩa với việc bôi nhọ đại đạo. Mạnh Bà đặt cái muôi gỗ trong tay xuống, bà ta nhìn về phía Diệp Huyên, xử lý một cách công bằng. Công tử, người nghĩ thế giới này có cái gọi là công bằng sao? Diệp Huyên nhìn thẳng Mạnh bà là người bảo vệ của pháp tắc đại đạo. Mạnh Bà khẽ cười, trong nhân gian có câu nói. Nói thiên tử phạm pháp xử tội như thứ dân, công tử, ta lại hỏi ngươi, ngươi thực sự nghĩ rằng có thể xử tội thiên tử phạm pháp như thứ dân sao? Diệp Huyên trầm mặc. Mạnh Bà lại nói, pháp tắc đại đạo cũng giống như luật pháp trong nhân gian vậy, nó là đại diện cho sự công bằng đó, nhưng, thế giới này của chúng ta rất phức tạp. Mụ đã ở nơi này nấu canh mấy chục vạn năm rồi, theo như pháp tắc đại đạo, bất kỳ người nào tới đây, đều bắt buộc phải uống bát canh này. Quên đi kiếp trước, chuyển thế đầu thai sống một cuộc đời mới. Thế nhưng, có rất nhiều người ngoại lệ, ví dụ như, đám người có thân phận bối cảnh kia, bọn họ tới đây vốn không cần phải uống canh, có thể mang theo ký ức chuyển thế trùng tu, điều này đối với rất nhiều người là không công bằng, nhưng thế thì đã sao? Bởi vì mụ đây không thể không nể mặt người ta không nể mặt người khác cũng sẽ không nể mặt ta, hôm nay ta là thần tiên. Nhưng ngày mai ta có thể sẽ phải đi quét rác rồi. Diệp Huyên trầm mặc. Mạnh Bà lại nói, ta là người bảo vệ của pháp tắc đại đạo, thế nhưng, không có nghĩa là ta thực sự có thể hành sự một cách công bằng. Đương nhiên, cũng có một vài người sẽ hành sự công bằng, ví dụ như người tiền nhiệm ta, bà ta chính là một người hành sự công bằng, ai cũng đều không thèm nể mặt, công tử biết hiện giờ bà ta thế nào không? Năm đó bà ta đã bị tước chức thần tiên, đày xuống làm người bình thường, sau đó, vào 10 vạn năm trước đã tạ thế rồi. Mỉa mai là, sau khi bà ta tới đây, hy vọng ta nể mặt trước đây để bà ta không cần phải uống canh mà vẫn có thể đi chuyển thế trùng tu. Diệp Huyên khẽ nói, ta hiểu rồi. Pháp tắc đại đạo là công bằng, thế nhưng con người là ích kỷ. Cũng không thể nói là ích kỷ, chỉ có thể nói, người sống ở trên đời, rất nhiều lúc buộc phải linh hoạt, không biết linh hoạt. Không biết cách đối nhân xử thế, sẽ bị người khác xử. Chính trực. Vô tư.
nhân gian không cho phép a. Vả lại, đừng nói là người khác, cho dù là bản thân Diệp Huyên hắn, cũng không thể vô tư, công bằng một cách thực sự được. Nếu bảo hắn ở đây nấu canh, gặp phải bạn bè tốt ở kiếp trước, hắn nhất định cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Đại đạo chế định trật tự, thế nhưng, bảo vệ trật tự này là con người. Mạnh bà lại nói, cũng giống như giờ phút này, ở trong tình huống thông thường, ta hẳn là sẽ để công tử uống một bát canh, thế nhưng, ta sẽ không cưỡng ép công tử uống canh, bởi vì nếu như ta cưỡng ép, sau này rất có thể sẽ gặp phải người ở phía sau công tử tới báo thù. Nói đoạn, bà ta lắc đầu cười, người tốt việc tốt, ai cũng đều biết làm, thế nhưng, nếu làm người tốt việc tốt mà phải trả giá, vậy thì sẽ chẳng có ai làm nữa. Còn nếu như làm chuyện xấu mà được lợi, thì ai cũng đều sẽ đi làm. Diệp Huyên trầm mặc. Mạnh bà lại nói, công tử, người không sợ cường địch cứu hoa bỉ ngạn, đó là bởi vì cái gì? Bởi vì trên người công tử có đủ con át chủ bài mạnh, trong lòng công tử thực sự không hề hoảng sợ. Nhưng mạo muội hỏi một chút, nếu như phía sau công tử không có ai cả thì sao? Công tử, người còn dám ra tay cứu giúp nữa không? Nói đoạn, bà ta lắc đầu cười, mỉa mai nhỉ. Cho dù làm việc tốt, làm người tốt, cũng bắt buộc phải có thực lực, cũng giống như thế giới này, muốn đỡ một người bị té ngã cũng phải suy xét thử xem, bản thân có đỡ nổi không? Diệp Huyên khẽ nói, là ta đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Mạnh bà cười nói, công tử không phải là suy nghĩ sự việc quá đơn giản, mà là suy nghĩ về con người quá đơn giản. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối, ta thấy bà đang ngụy biện. Đương nhiên, những gì mà bà nói, cũng không phải là không có lý, thế nhưng, thứ cho ta nói thẳng, bà sở hữu quyền lợi mà pháp tắc đại đạo ban cho nhưng lại không thể duy trì sự công bằng của pháp tắc đại đạo, vậy thì bà thuộc về điều gì? Bản thân bà đã phản bội lại pháp tắc đại đạo. Nếu như bà không thể hành sự một cách công bằng, vậy thì tại sao lại muốn làm một người duy trì trật tự của pháp tắc đại đạo chứ? Đạo lý đối nhân xử thế đương nhiên phải hiểu, nhưng đây không phải là cái cớ để vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Xét cho cùng, thì bà chỉ đang dùng quyền lợi mà pháp tắc đại đạo ban cho mình để vụ lợi cho bản thân. Nói đoạn, hắn dừng lại một chút, sau đó lại nói, giống như vừa nãy, tiền bối vốn đã biến mất, thế nhưng... Tiền bối vì lấy lòng người phụ nữ thần bí kia, thế nên không tiếc xuất hiện để xử ta. Tiền bối, loại hành vi này của bà được xét là gì? Chính là kiểu hành vi mềm rắn nắn buông điển hình. Ta thấy, pháp tắc đại đạo không sai, mà sai là ở đám người bảo vệ nó như các người. Nghe vậy, hai mắt Mạnh bà khẽ híp lại, hốc mắt lộ ra tia sát khí. Mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, ôi mẹ ơi, chẳng phải quân tử động khẩu không động thủ sao? Mà đúng lúc này, nơi đây đột nhiên xuất hiện dị biến, chỉ thấy cơ thể Mạnh bà đột nhiên run kịch liệt, rất nhanh ngay sau đó, trên người bà ta đột nhiên xuất hiện vô số đốm sáng nhỏ màu đen, mà đám đốm sáng màu đen này vậy mà lại bắt đầu từ từ tản ra tứ phía. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sững sờ. Mạnh bà hoảng sợ nhìn cơ thể của mình, không, không, không. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, bà ta bị làm sao thế? Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm Mạnh bà, sức mạnh pháp tắc đại đạo trên người bà ta đang biến mất, pháp tắc đại đạo đang tước đi thần vị của bà ta. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, không phải là tại ta đó chứ. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên, lần đầu tiên ta phát hiện, chỉ mở mồm thôi lại có thể lợi hại đến loại trình độ này. Ngươi là nhân tài đó nha, sau này ngươi đừng tu luyện kiếm nữa, mà hãy tu luyện cái mồm đi. Võ mồm vô địch. Diệp Huyên. Đúng lúc này, Mạnh bà đang ở cách đó không xa đột nhiên giống lên, không. Đừng mà. Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Mạnh bà, trên thân Mạnh bà, đám đốm sáng màu đen đó đang tiêu tán với một tốc độ vô cùng nhanh. Mạnh bà đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, bà ta mặt mày dữ tợn, là ngươi. Tại ngươi. Diệp Huyên liền vội nói, Mạnh bà, cái này không liên quan đến ta nha. Ta đâu có quen biết pháp tắc đại đạo chứ. Mạnh bà nhìn Diệp Huyên đầy giận dữ, quát lớn, là ngươi đã dùng lời nói phá hoại tâm cảnh của ta. Phá hoại đạo hạnh của ta, là ngươi, chính là do ngươi. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, nếu bà nói như vậy, vậy thì bà cũng dùng lời nói phá hoại tâm cảnh của ta, phá hoại đạo hạnh của ta đi.
Nào, làm đi, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng, bà chửi ta đi. Khì khì. Diệp Chi Mệnh ở một bên đột nhiên không nhịn được mà cười phá lên. Dùng lời nói phá hoại tâm cảnh và đạo hạnh của Diệp Huyên. Nàng ta cảm thấy chẳng có ai có thể làm được. Bởi vì tên này vốn không cần mặt mũi, không biết xấu hổ, một người không biết xấu hổ, người muốn dùng lời nói đánh bại hắn. Đó rõ ràng là chuyện hoang đường viển vông mà. Nghe được lời này của Diệp Huyên, Mạnh bà giận tím mặt, bà ta đang định ra tay, thế nhưng bà ta lại phát hiện ra, bà ta đã không thể điều động được sức mạnh của pháp tắc đại đạo được nữa. Lúc này, Mạnh bà vạn phần kinh hãi, bà ta liền vội vàng nhìn về phía Diệp Huyên, công tử, ta đã đồng ý sẽ không giết ngươi, tại sao ngươi vẫn muốn hại ta ra nông nỗi này chứ? Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ta không muốn hại bà, chỉ là thảo luận với bà một chút, ta cũng không có ngờ được rằng sẽ thành ra thế này. Ta thấy, không phải là ta đã hại bà, mà là pháp tắc đại đạo đã vứt bỏ bà. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, đúng không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. Nghe được lời này của Diệp Huyên, Mạnh bà ngây người, là pháp tắc đại đạo đã vứt bỏ mình. Đúng lúc này, trên ấn đường của Mạnh bà đột nhiên xuất hiện một ấn ký màu đen nhỏ, mà lúc ấn ký màu đen này xuất hiện ở trên ấn đường của Mạnh bà, cả người Mạnh bà ngay lập tức sụi xuống. Diệp Huyên nhìn ấn ký màu đen kia, đây là... Diệp Chi Mệnh nói, ấn ký của thần tiên, sở hữu sức mạnh của pháp tắc đại đạo. Đúng lúc này, ấn ký thần tiên đó đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyên, thấy vậy, mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, nó có ý gì? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, hai tay từ từ nắm chặt, ý gì? Đây chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Nó muốn để ngươi làm thần tiên, chúc mừng ngươi, giờ ngươi đã trở thành thần côn chân chính rồi. Thần côn. Diệp Huyên có chút cạn lời, hắn nhìn về phía Mạnh bà đang ở phía xa kia, Mạnh bà ngã sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch dị thường, không giống với lúc trước khi sụi xuống, bà ta hiện giờ giống như một bà lão gần đất xa trời. Ánh mắt Mạnh bà đờ đẫn, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn chưa từng nghĩ sẽ nhắm vào Mạnh bà này, xét cho cùng thì đối phương cũng không định giết hắn, thế nhưng, hắn không ngờ rằng đối phương sẽ vì một vài lời nói của mình mà bị tước đoạt thần vị. Điều này có chút mông lung như một trò đùa rồi. Sức mạnh đến từ pháp tắc đại đạo. Đây là sức mạnh do pháp tắc đại đạo ban cho, thì pháp tắc đại đạo cũng có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên liền chẳng có ý nghĩ gì đối với ấn ký thần tiên này nữa. Vẫn là sức mạnh do bản thân tu luyện ra mới đáng tin. Chính vào lúc này, Mạnh bà đột nhiên tự giễu cười bản thân một tiếng, chẳng lẽ mấy vạn năm tu hành, thần lực của ta chẳng có chút tiến bộ nào sao, hóa ra, nó sớm đã từ bỏ ta rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Mạnh bà đau buồn cười một tiếng, nực cười là ta còn tưởng tất cả mọi thứ mình làm đều được nó công nhận. Nói đến đây, bà ta nhìn về phía Diệp Huyên, người nói đúng, pháp tắc đại đạo rất công bằng, là do những người bảo vệ như bọn ta đã phá hủy sự công bằng của nó, đến mức khiến cho thế gian xuất hiện rất nhiều người nghịch đạo, sau đó phá vỡ đại đạo, dẫn đến trật tự thế gian hỗn loạn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, toàn bộ sức mạnh của bà đều đến từ thần ấn này. Mạnh bà nhìn về phía ấn ký của thần kia, khẽ nói, ở thời đại của bọn ta, chỉ cần có được sự công nhận của đại đạo, liền có thể có được ấn ký của thần. Mà ấn ký của thần này có thể khiến bọn ta rất dễ dàng đạt tới độn nhất và chứng đạo cảnh, bởi vì đạo chính là nó có thể dễ dàng khiến người ta đạt tới đại đạo độn nhất và chứng đạo. Mà bọn ta tu luyện, cũng là tu luyện cho thần ấn này, nó càng mạnh thì bọn ta sẽ càng mạnh, thế nhưng, một khi nó rời đi, sức mạnh của bọn ta cũng sẽ biến mất theo. Nói đến đây, bà ta nhìn về phía Diệp Huyên, có biết tại sao có người có thể phá đạo không? Rất đơn giản. Bởi vì người phá đạo không tu ấn ký của thần, sức mạnh của bọn họ là do tự bản thân bọn họ tu luyện mà ra, không chịu sự ràng buộc bởi pháp tắc đại đạo. Diệp Huyên nhìn về phía ấn ký của thần trước mặt, nếu ta có được nó, có phải liền có thể trực tiếp chứng đạo không? Mạnh bà nhìn Diệp Huyên, phải. Diệp Huyên lắc đầu cười, vậy thì không cần. Không thể không nói, hắn đúng là có chút động lòng, thế nhưng...
hắn không muốn dùng loại phương thức này để đạt được sức mạnh. Sức mạnh mà do người khác ban cho thì người khác cũng có thể thu hồi lại, mà sức mạnh do bản thân tu luyện ra, vĩnh viễn là của bản thân. Nghe thấy Diệp Huyên không muốn, Mạnh Bà nhíu mày, người biết đó là thứ gì không? Đó là ấn ký của thần, một khi ngươi có được nó, không chỉ có thể lập tức được phong thần vị, mà còn có thể có được sức mạnh ở trong ấn ký của thần nữa, với thực lực hiện giờ của ngươi, ngươi liền có thể lập tức đạt được chứng đạo. Diệp Huyên cười nói, chứng đạo như vậy, ta không cần. Mạnh Bà nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi chắc chắn ngươi muốn từ bỏ. Diệp Huyên nhìn về phía ấn ký của thần kia, ngươi đi đi. Ta không phải là sự lựa chọn tốt nhất của ngươi. Xong, ấn ký của thần kia lại không hề rời đi, mà bay đến trước mặt Diệp Huyên, chính vào lúc sắp tiến vào ấn đường của Diệp Huyên, sắc mặt Diệp Huyên liền thay đổi, ôi mẹ ơi, cái này còn mạnh hơn nữa sao? Diệp Huyên vội vàng dùng kiếm ý ngăn ấn ký của thần kia lại, thế nhưng, ấn ký của thần kia lại không hề chịu thua. Chỉ muốn tiến vào trong cơ thể của Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh này, Mạnh Bà đang ở một bên mắt chữ O mồm chữ A, đây là cái gì? Phải biết rằng năm đó, bà ta vì để có được ấn ký của thần này, không biết đã phải làm biết bao việc, van xin biết bao lần. Mà hiện giờ, ấn ký của thần này lại chủ động muốn đi theo Diệp Huyên. Tại sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến như vậy? Nhìn thấy ấn ký của thần kia cứ nhất quyết đi theo mình, Diệp Huyên nhíu mày, cái thứ này rốt cuộc muốn làm cái gì? Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nó muốn ngươi trở thành người bảo vệ đại đạo. Diệp Huyên lắc đầu, ta không muốn loại sức mạnh bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị thu hồi lại, đương nhiên, ta càng không muốn ở nơi này nấu canh. Mạnh Bà! Diệp Chi Mệnh trợn mắt nhìn Diệp Huyên, thứ nhất, ngươi có thể mượn dùng sức mạnh này, chỉ cần ngươi mượn dùng mà không ỷ lại vào nó, thì không có vấn đề gì lớn. Thứ hai, hiện giờ đại đạo thế gian cơ bản đều đã sụp đổ, sau khi ngươi có được nó thì không cần phải ở nơi này nấu canh. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, nếu như ta trở thành người bảo vệ đại đạo, có phải đồng nghĩa với việc sẽ dính vào nhân quả đại đạo không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, phải, có mặt xấu, cũng có mặt tốt. Mặt tốt chính là ngươi đứng về phía đại đạo, sau này nếu ngươi muốn chứng đạo sẽ rất rất dễ dàng, còn mặt xấu chính là ngươi đang đứng ở phía đối diện với những kẻ nghịch đạo. Kẻ nghịch đạo. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, đó là cái gì? Diệp Chi Mệnh nói, chính là đám người có thể phá đạo, đám người có thể phá đạo đó được gọi là kẻ nghịch đạo. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, kẻ nghịch đạo, cũng tức là nói. Bản thân đã đứng ở phía đối diện với đám cường giả phá đạo kia rồi. Diệp Chi Mệnh lại nói, không phải trước đó ngươi nói đại đạo không sai sao? Nếu như đại đạo không sai, vậy thì ngươi không cần phải trốn tránh nó, kết thân với đại đạo cũng không phải là chuyện gì xấu. Còn về việc đối địch với kẻ nghịch đạo, những kẻ có thể phá đạo, trên thế gian này chẳng có mấy người. Diệp Huyên cười nói, cũng phải, có được thì ắt có mất. Nói đoạn. Hắn thu hồi kiếm ý của mình lại, ấn ký của thần kia trực tiếp chui vào ấn đường hắn. Trong phút chốc, vô số sức mạnh thần bí bắt đầu hội tụ về phía Diệp Huyên. Sức mạnh của thần. Hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại, mà khí tức xung quanh người hắn càng lúc càng lớn mạnh. Sức mạnh. Lúc này, Diệp Huyên đã cảm nhận được sức mạnh to lớn ở trong ấn ký của thần kia. Mà chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền có thể lập tức đạt tới chứng đạo cảnh. Thế nhưng, hắn không có làm như vậy. Có được chứng đạo như thế này, không phải là điều mà hắn muốn. Diệp Huyên bắt đầu trấn áp, chẳng mấy chốc, sức mạnh của thần ấn trong cơ thể hắn đã bị hắn dùng thần ấn trấn áp, sức mạnh này, hắn có thể dùng, cũng có thể không dùng. Toàn thân Diệp Huyên khôi phục lại bình thường. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, không thể không nói, vừa rồi ta cũng có chút động lòng, sức mạnh đó thật sự quá cám dỗ người ta mà. Diệp Chi Mệnh nhàn nhạt nói, người đã nhịn được. Diệp Huyên gật đầu, ta không muốn trở thành nô lệ của một loại sức mạnh nào đó. Dường như nghĩ đến điều gì, hắn lại hỏi, Chi Mệnh, vậy mục sinh kia? Diệp Chi Mệnh đáp, bà ta không phải là thần tiên, bà ta chính là một trong các đại đạo. Diệp Huyên trầm giọng đáp,
rốt cuộc là có bao nhiêu loại đại đạo? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, 3.000 đại đạo, người tưởng lời này là nói đùa sao? Diệp Huyên chớp mắt, có nhiều đại đạo như vậy, cũng tức là nói, giữa các đại đạo cũng phân mẹ nhiếu, đúng không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, phải. Diệp Huyên liền vội nói, vậy cái đạo vừa rồi công nhận ta thuộc cấp bậc gì? Diệp Chi Mệnh nhàn nhạt nói, cái này thì ngươi phải hỏi Mạnh Bà rồi. Mạnh Bà. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Bà đang ở cách đó không xa, Mạnh Bà trầm giọng nói, trong đạo đình, phân làm 4 loại thần, quỷ thần, nhân thần, thiên thần và đạo thần. Quỷ thần và nhân thần có cùng cấp bậc, còn thiên thần và đạo thần thì khác. Loại thần này thuộc về đại thần chân chính, bọn họ thờ đại đạo chân chính, thực lực vô cùng lớn mạnh. Người phụ nữ thần bí mà công tử đã đắc tội trước đây, bà ấy chính là một vị thiên thần. Thiên thần. Hai mắt Diệp Huyên khẽ híp lại, không biết đang nghĩ gì. Mạnh Bà lại nói, ta ở âm phủ làm việc, nên được gọi là quỷ thần, có điều, quỷ thần cũng được phân thành 3 loại, quỷ thần cấp 1, quỷ thần cấp 2 và quỷ thần cấp 3. Ta thuộc quỷ thần cấp 2, địa vị ở âm phủ không thấp, nhưng cũng không đặc biệt cao. Diệp Huyên trầm giọng nói, cũng tức là nói, hiện giờ ta cũng là quỷ thần bậc 2. Mạnh Bà gật đầu, phải. Có điều, người có thể trở nên mạnh hơn, 3.000 đại đạo cũng sẽ tự mình tu luyện, nếu như nó đã nhận ngươi, vậy thì nếu ngươi trở nên mạnh hơn, nó cũng sẽ trở nên mạnh theo, còn nếu nó trở nên mạnh hơn, thì ngươi cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Mặc dù sức mạnh của ngươi là của nó, thế nhưng, thần ngoài việc tu luyện, thì cũng cần phải được tín ngưỡng. Các vị thần được tín ngưỡng vô cùng đáng sợ. Nếu người tín ngưỡng ngươi nhiều, thì ấn ký của thần của ngươi sẽ có được sự tiến hóa, nó có thể từ tiểu đạo biến thành đại đạo, mà như vậy, ngươi cũng có thể biến thành thiên thần, thậm chí là đạo thần trong truyền thuyết. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, càng nhiều người tín ngưỡng, ấn ký của thần sẽ càng mạnh, phải không? Mạnh Bà gật đầu, không chỉ vậy, thực lực của người tín ngưỡng càng mạnh, thì ấn ký của thần cũng sẽ càng mạnh. Nói một cách đơn giản, nếu như có tới 10 cường giả chứng đạo cảnh tín ngưỡng ngươi, ấn ký của thần của ngươi nhất định có thể đạt tới cấp độ thiên thần bậc 3, thậm chí là cao hơn, lúc đó, thực lực của ngươi sẽ trở nên mạnh hơn. Diệp Huyên đột nhiên nhẹ giọng nói, nếu như để Thanh Nhi tín ngưỡng ta. Nói đến đây, hắn chợt dùng mình, chết tiệt, điều này không phải là quá kích thích rồi sao? Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh cũng nghe thấy lời Diệp Huyên nói. Sắc mặt nàng ta cũng co giật vài cái. Cô gái váy trắng có đức tin vào ấn ký của thần của Diệp Huyên. Nàng ta không dám nghĩ. Điều này quá điên rồ rồi. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên lại nói, một người một đời chỉ có thể có một ấn ký của thần thôi sao? Mạnh Bà lắc đầu, không, thế nhưng, về cơ bản thì chỉ có một ấn ký của thần, bởi vì một đại đạo về cơ bản sẽ chỉ chọn một người. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? Mạnh Bà trầm giọng nói, bởi vì đại đạo sẽ không nguyện ý chia sẻ ngươi mình đã chọn với kẻ khác, nếu hai đại đạo cùng chọn một người, thì sức mạnh tín ngưỡng mà có được liền sẽ bị suy yếu, vì vậy, trong tình huống bình thường đều là một người một đạo một người. Diệp Huyên trầm mặc một hồi lâu, sau đó lại hỏi, 3.000 đạo nào là lợi hại nhất? Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Mạnh Bà nói, có thể là mệnh vận chi đạo trong truyền thuyết, đạo này ẩn chứa pháp tắc tối cao, tất cả mọi thứ đều có vận mệnh của riêng mình, mà nếu có được đạo này, liền có thể kiểm soát vận mệnh của chính mình, kiểm soát vận mệnh của chúng sinh, có điều. Nói đến đây, bà ta không nói nữa. Diệp Huyên hỏi, có điều gì? Mạnh Bà trầm giọng nói, nghe đồn đạo này đã bị người khác trấn áp rồi. Nghe vậy. Mí mặt Diệp Huyên khẽ giật, bị người khác trấn áp. Mạnh Bà gật đầu, cụ thể thế nào ta cũng không biết, ta chỉ biết rằng năm đó rất nhiều đại đạo đều đã bị người khác nghịch chuyển, đến nỗi đạo đình gần như sụp đổ. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, Thanh Nhi có phải đang chống lại loại đại đạo nào đó không? Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lúc, sau đó nói, không biết. Diệp Huyên trầm mặc, một hồi lâu sau. Hắn khẽ nói, mặc kệ. Sau này gặp được Thanh Nhi, nói nàng ấy tín ngưỡng ta một chút, ta muốn xem thử,
ấn ký của thần mà Thanh Nhi tín ngưỡng sẽ mạnh đến mức nào. He he. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt cổ quái. Cái tên này liệu sẽ không thực sự làm như vậy chứ? Nếu như cô gái váy trắng có tín ngưỡng ấn ký của thần của cái tên Diệp Huyên này. Diệp Huyên cất cái thứ gọi là ấn ký thần linh đi, sau đó hắn nhìn về phía Mạnh Bà, mà giờ phút này, Mạnh Bà càng ngày càng suy yếu. Diệp Huyên không thấy thương xót Mạnh Bà này, hắn cũng không quên, đối phương chính là tới giết hắn. Mạnh Bà nhìn Diệp Huyên, cười đau thương, động thủ đi. Diệp Huyên lắc đầu cười, vì sao tiền bối lại cảm thấy ta muốn giết bà? Mạnh Bà cười khẽ, để diệt trừ hậu họa về sau. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, bà đi đi. Mạnh Bà híp mắt lại, ngươi không giết ta. Diệp Huyên gật đầu, không giết. Mạnh Bà nhìn Diệp Huyên, ngươi không sợ ta quay lại trả thù sao? Diệp Huyên cười hỏi, bà ở thời kỳ đỉnh cao cũng không dám động đến ta, hiện tại sẽ dám sao? Mạnh Bà trầm lặng. Diệp Huyên lại nói, Mạnh Bà, một câu hỏi cuối cùng. Bà biết âm phủ này có hát Hoàng Tuyền Thánh Thủy đúng không? Mạnh Bà nheo mắt, người muốn lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Mạnh Bà trầm giọng nói, người không lấy được đâu. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Mạnh Bà nhẹ giọng nói, sự trợ giúp của Hoàng Tuyền Thánh Thủy đối với thần hồn là rất rất lớn. Đối với những âm hồn ở âm phủ này mà nói, Hoàng Tuyền Thánh Thủy kia là thần vật tối cao. Thần vật như vậy được bảo quản ở chỗ người đứng đầu âm phủ, người ngoài muốn lấy nó gần như là không có khả năng. Diệp Huyên trầm giọng nói, Hoàng Tuyền Thánh Thủy không phải là để chữa trị thần hồn sao? Mạnh Bà gật đầu, đúng là chữa trị thần hồn, cho dù thần hồn bị thương nặng đến mức nào, nước thánh này cũng có thể chữa trị, nhưng là, nó không đơn giản có thể chữa trị thần hồn, còn có thể tăng cường thần hồn. Nếu ngươi có thể được một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy, nói không khoa trương chút nào, thần hồn của ngươi có thể tăng lên ít nhất chục lần. 10 lần. Sắc mặt Diệp Huyên lộ vẻ xúc động, như vậy có hơi điên cuồng rồi. Mạnh Bà cười tự giễu, ta ở âm phủ dốc lực nhiều năm như vậy, đừng nói có được Hoàng Tuyền Thánh Thủy, đến nhìn cũng chưa từng được nhìn thấy. Loại thần vật này cũng chỉ có một vài thiên thần ở âm phủ này mới có tư cách giành được. Diệp Huyên hỏi, sông Hoàng Tuyền ở đâu? Mạnh Bà nhìn về phía Diệp Huyên, người muốn đi trộm. Diệp Huyên cười, không, ta muốn đi mượn một chút. Mạnh Bà lắc đầu, Hoàng Tuyền Thánh Thủy ở thành Phong Đô của âm phủ, mà thành này có người đứng đầu âm phủ chấn giữ. Nếu ngươi dám bước vào thành, sẽ lập tức bị đối phương cảm ứng được, bởi vì cơ thể ngươi vẫn còn. Thành Phong Đô. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thành Phong Đô là thành chính của âm phủ sao? Mạnh Bà gật đầu. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, hiểu rồi. Mạnh Bà đột nhiên nói, ngươi thật sự không giết ta. Diệp Huyên nhìn Mạnh Bà, cười nói, bà đi đi. Mạnh Bà nhìn thật sâu vào Diệp Huyên, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Mạnh Bà rời đi, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, để đề phòng, ngươi đáng lẽ nên giết bà ta. Diệp Huyên khẽ cười nói, Chi Mệnh. Ta có thể giết được bà ta, nhưng là, người thật sự cho rằng bà ta không có một chút sức lực tự bảo vệ nào sao? Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên nhẹ giọng nói, trong mắt bà ta không có sợ hãi, nếu ta đoán không nhầm, bà ta chắc chắn có thủ đoạn bảo vệ mạng sống. Không nói cái khác, chỉ cần bà ta hơi có chút động tĩnh, làm cho chúng ta bại lộ, chúng ta sẽ chịu không nổi. Mà ta không giết bà ta. Bà ta sẽ không ngốc đến mức cá chết lưới rách với chúng ta. Diệp Chi Mệnh gật đầu, người suy nghĩ chu đáo hơn. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Chi Mệnh, còn nhớ lúc trước chúng ta đã cá cược gì không? Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh đột nhiên giận tím mặt, nàng ta hằm hằm nhìn Diệp Huyên, có chút muốn động thủ. Diệp Huyên cười nói, thế nào, muốn nuốt lời. Diệp Chi Mệnh trầm lặng. Diệp Huyên cười ha ha, đùa với người thôi. Nói xong, hắn đi về phía sông Vong Xuyên gần đó, mà đúng lúc này, Diệp Chi Mệnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, nàng ta kiễng mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên má Diệp Huyên, nhưng tách ra rất nhanh, cùng lúc đó, nàng ta lùi về sau đến mấy trượng, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyên.
Diệp Huyên thì sững sờ ở tại chỗ. Hôn thật à? Diệp Chi Mệnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ta dám chơi dám chịu. Diệp Huyên đang muốn nói, lúc này, sông Vong Xuyên đột nhiên rung động, rất nhanh, một thanh kiếm bay lên từ trong sông Vong Xuyên kia. Kiếm chấn hồn. Diệp Chi Mệnh vội vàng nói, thu kiếm vào trong tháp giới ngục, nhanh. Diệp Huyên biết tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức vội vàng thu kiếm vào trong tháp giới ngục, bởi vì hơi thở của kiếm chấn hồn thật sự quá mạnh. Sau khi thu kiếm chấn hồn vào tháp giới ngục, Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh nhìn về phía sông Vong Xuyên, mà giờ phút này, những oan hồn ác quỷ trong sông Vong Xuyên đã bị hấp thu sạch sẽ. Ít nhất là mấy trăm nghìn oan hồn ác quỷ. Diệp Huyên hơi kinh hãi, sức ăn của tiểu hồn này cũng quá lớn đi. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, có người đến đây. Ẩn núp thôi. Diệp Huyên lập tức mang theo Diệp Chi Mệnh vào trong tháp giới ngục, mà tháp giới ngục thì hoàn toàn ẩn mình đi. Hai người vừa mới biến mất, một âm hồn bỗng xuất hiện bên cạnh sông Vong Xuyên, âm hồn kia nhìn lướt qua sông Vong Xuyên, mày nhăn lại, sao có thể? Một lát sau, âm hồn kia xoay người biến mất. Lúc này, Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh xuất hiện lại ở đây. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, có lẽ đối phương trở về báo cho âm phủ rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, Chi Mệnh, ta muốn đi một chuyến đến thành Phong Đô. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, đi kiếm Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyên gật đầu. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, đừng tham lam quá. Diệp Huyên cười khổ, thật không dám giấu giếm, lần này tới âm phủ, ta chủ yếu chính là muốn kiếm Hoàng Tuyền Thánh Thủy này. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, người không giỏi về thần hồn, người muốn Hoàng Tuyền Thánh Thủy này không phải dùng để tăng cường linh hồn của mình, người là muốn dùng để chữa thương, mà thần hồn của ngươi hoàn hảo vô khuyết. Ngươi là vì người khác. Diệp Huyên gật đầu. Diệp Chi Mệnh im lặng một lát, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là vì Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên gật đầu, phải. Lúc trước không phải các ngươi vẫn nói nàng ta bị thương sao? Cao thủ cấp bậc như nàng ta, cơ thể không thể nào bị thương, khẳng định là thần hồn bị thương, Hoàng Tuyền Thánh Thủy này chắc chắn có ích đối với nàng ta. Diệp Chi Mệnh chỉ nhìn Diệp Huyên như vậy, trước khi đến âm phủ, ngươi hỏi ta có thánh vật gì trị thương, lúc ấy ta còn có chút nghi ngờ, hóa ra, ngươi là mục đích này. Mà trước khi tiến vào, ngươi làm một giao dịch với Mục Sinh. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi hẳn là nhờ nàng ta giúp ngươi lấy được Hoàng Tuyền Thánh Thủy, còn ngươi cứu chị em Mạn Châu. Sở dĩ ngươi không ngại đắc tội cô gái thần bí kia, kết xuống ác nhân, ngoài vì lòng trắc ẩn ra, còn bởi vì ngươi muốn có được Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyên cười gượng, cứu chị em họ, một nửa vì lòng trắc ẩn, một nửa vì tư lợi. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, vì sao ngươi không để nàng ta tự mình đến lấy? Diệp Huyên trầm giọng nói, Niệm tỷ từng nói, nàng ta không muốn trêu chọc cao thủ của âm phủ, ta cảm thấy, sở dĩ nàng ta không muốn trêu chọc âm phủ, một là vì vũ trụ ngũ duy, hai là nàng ta đã bị thương, không muốn có thêm đối thủ. Diệp Chi Mệnh tức đến bật cười, sau đó ngươi liền trêu chọc thay nàng ta. Diệp Huyên ơi là Diệp Huyên, ngươi có từng nghĩ ngươi là ai chứ? Bọn ta không dám dễ dàng đến trêu chọc âm phủ, ngươi dựa vào cái gì dám đến? Dựa vào ngươi có nhiều chỗ dựa vững chắc sao? Âm phủ biết ngươi có chỗ dựa à? Bọn họ sẽ để tâm chỗ dựa của ngươi sao? Còn cả lúc nãy ở đường Hoàng Tuyền, ngươi có biết cô gái kia là người của thần đình không? Đối phương không chỉ là người của thần đình, còn là một vị thiên thần, thân phận của cô gái kia rất không đơn giản. Ngươi lại vì có được Hoàng Tuyền Thánh Thủy mà đắc tội với nàng ta, kết xuống ác nhân. Ngươi không phải rất thông minh sao? Tại sao lúc này lại ngốc như vậy? Diệp Huyên cười nói, nếu thần hồn của ngươi có vấn đề, ta cũng sẽ làm như vậy. Ngươi! Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, tức giận nói, ngươi lại muốn lừa ta. Ta sẽ không tin ngươi. Diệp Huyên khẽ cười nói, Chi Mệnh, ngươi có biết Niệm tỷ đã vì ta mà làm bao nhiêu chuyện không? Diệp Chi Mệnh cười lạnh, làm rất nhiều chuyện vì ngươi. Nàng ta chẳng qua là muốn lợi dụng ngươi. Cô gái đó cũng không tốt như ngươi nghĩ đâu. Không chỉ có nàng ta cũng rất xấu, ta cũng muốn lợi dụng ngươi để chống lại thế lực sau lưng ta còn xấu xa hơn nàng ta.
Diệp Huyên lắc đầu cười, thực ra, ta cũng rất xấu, ta cũng là đang lợi dụng các ngươi. Diệp Chi Mệnh trầm lặng. Diệp Huyên đi đến trước mặt Diệp Chi Mệnh, hắn nghiêm túc nói, Niệm tỷ đã rất nhiều chuyện vì ta, ta muốn giúp nàng ta một chút. Mà hiện tại, ta muốn đến thành Phong Đô, ở đó là thành chính của âm phủ, vô cùng nguy hiểm và đáng sợ, ta không thể tiếp tục mang theo ngươi. Lúc trước ta đã giao dịch với Mục Sinh, ta giúp nàng ta cứu người, nàng ta giúp ta ra tay một lần, hơn nữa bảo đảm an toàn của ngươi. Hiện tại, ngươi trở về, nàng ta sẽ ở âm thầm chiếu cố ngươi, sau khi ngươi ra ngoài, có thể ở bên cạnh nàng ta chờ ta. Nói xong, hắn lấy hai cuốn đạo kinh ra, để vào trong tay Diệp Chi Mệnh, ngươi rất quan tâm đạo kinh, mặc dù ta không biết vì sao ngươi lại quan tâm đạo kinh như vậy, nhưng ta biết, ngươi muốn hai cuốn đạo kinh này. Bây giờ, ta tặng cho ngươi. Diệp Chi Mệnh không nhận lấy đạo kinh, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười lạnh, đây là muốn giao đãi việc hậu sự sao? Diệp Huyên cười nói, ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng biết, ta không làm chuyện gì không nắm chắc. Nói xong, hắn chớp chớp mắt, Chi Mệnh, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Diệp Chi Mệnh mặt không chút biểu cảm, ngươi không phải rất giỏi đoán sao? Ngươi đoán đi. Diệp Huyên lắc đầu, chuyện ngươi biết được quá nhiều. Ngươi cho ta cảm giác là ngươi không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Cho nên, ta không đoán được. Diệp Chi Mệnh nhìn hai cuốn đạo kinh, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, bây giờ hai cuốn đạo kinh này đã là của ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ta và ngươi cùng đi. Diệp Huyên lắc đầu, không. Ta. Diệp Chi Mệnh xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, không đồng ý đúng không? Bây giờ ta lập tức thông báo cho âm phủ, khiến ngươi thất bại trong gang tấc, ngươi muốn thử không? Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, ngươi sao lại như vậy? Diệp Chi Mệnh nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ta đi cùng với ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Chi Mệnh, rất nguy hiểm. Diệp Chi Mệnh mặt không chút thay đổi. Ngươi yên tâm, ngươi chết ta cũng không sẽ chết. Diệp Huyên còn muốn nói cái gì, Diệp Chi Mệnh bỗng nhiên nói, không có ta giúp đỡ, ngươi không thể lấy được Hoàng Tuyền Thánh Thủy, hoặc là nói, ngươi chỉ cần bước vào thành Phong Đô ngươi sẽ chết. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Diệp Chi Mệnh cười lạnh, không nói cho ngươi. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh đột nhiên vứt hai cuốn đạo kinh kia cho Diệp Huyên, nàng ta hầm hầm nhìn Diệp Huyên, còn nữa. Đừng chơi trò xúc động với ta, đừng chơi trò cũ rích đấy, ta không dính trò này của ngươi đâu. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên lắc đầu cười, thật à một nha đầu ngốc. Trong lòng lại thấy ấm áp. Chấm 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 chấm. Trên đường, khuôn mặt Diệp Chi Mệnh không chút biểu cảm, không nói lời nào. Rõ ràng là nàng ta vẫn còn đang giận. Nhưng Diệp Huyên có chút không hiểu vì sao nàng ta lại giận. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh trừng mắt với Diệp Huyên, tránh xa ta ra. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Chi Mệnh, thực ra ta rất muốn ngươi theo ta đi Phong Đô, bởi vì không có ngươi, ta ở âm phủ này chính là người mù, nhưng ta lại sợ liên lụy ngươi. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía xa xa. Trong mắt nàng ta hiện lên vẻ nghiêm túc, M phủ này nguy hiểm và đáng sợ đến mức ngươi không thể tưởng tượng được. Ta chỉ có thể nói, Mục Sinh kia chỉ giả bộ thân thiện để thực hiện mưu đồ, ngươi đừng cho rằng mình đã lừa được nàng ta. Cao thủ cấp bậc như nàng ta, chỉ số thông minh sẽ không thấp đâu. Khi ngươi đang lợi dụng nàng ta, không biết chừng nàng ta đã đang lợi dụng ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, người biết còn muốn đến. Diệp Huyên cười nói, ta muốn có Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, trong lòng có chút phức tạp. Người trước mắt kia bình thường rất khôn khéo, nhưng rất nhiều lúc lại làm chuyện ngu xuẩn. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên sửng sốt. Ngay sau đó, hắn và Diệp Chi Mệnh lập tức biến mất tại chỗ. Trong tháp giới ngục, hai người nhìn kiếm chấn hồn ở tầng thứ nhất, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hình dạng của kiếm chấn hồn đã thay đổi, kiếm chấn hồn của hiện tại toàn thân tối đen như mực, mà trong đó tản ra hơi thở linh hồn mạnh mẽ,
làm cho Diệp Huyên cũng lay động vì nó. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, nàng ta trầm giọng nói, kiếm này sợ là sắp đạt tới cảnh giới, chứng đạo, trong truyền thuyết rồi. Chứng đạo cảnh. Diệp Huyên kinh ngạc nói, ý ngươi nói là tiểu hồn sắp chứng đạo. Diệp Chi Mệnh gật đầu, tất cả mọi vật mọi linh trên thế giới đều có thể chứng đạo. Kiếm này của ngươi đã hấp thu quá nhiều oan hồn lệ quỷ, mà những oan hồn lệ quỷ này có không ít người tu luyện siêu cấp, nó đã hấp thu ký ức và lực lượng của bọn họ. Đương nhiên, có thể chứng đạo hay không, phải xem tạo hóa của nó. Diệp Huyên trầm giọng nói, Chi Mệnh ngươi đã từng gặp qua thần vật chứng đạo chưa? Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt nói, cây quạt trong tay cô gái thần bí lúc trước chính là thần vật chứng đạo. Diệp Huyên lấy thanh kiếm của người đàn ông áo xanh ra, vậy cái này thuộc loại cấp bậc gì? Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, loại kiếm này không có cảnh giới. Không có cảnh giới. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta hiểu rồi. Kiếm này căn bản không ở trong cảnh giới, giống như chủ nhân của bọn chúng, không chịu ràng buộc của cảnh giới. Thế giới này chia thành hai loại cao thủ trong đạo kinh và cao thủ ngoài đạo kinh. Người đàn ông áo xanh không có cảnh giới, Thanh Nhi cũng không có cảnh giới. Người không có cảnh giới mới là mạnh nhất. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía kiếm chấn hồn, cấp nó một chút thời gian, nếu không có gì bất ngờ, nàng ta hẳn là có thể chứng đạo. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta còn chưa chứng đạo đây. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, ta cũng có thể hấp thu tử khí cùng âm khí. Diệp Chi Mệnh nhìn sang Diệp Huyên, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Tử khí và âm khí ở đây tương đương với linh khí của âm phủ, một khi ngươi hấp thu, nhất định sẽ kinh động đến cao thủ siêu cấp ở đây. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, lắc đầu, ta đột nhiên phát hiện, ngươi rất khác âm phủ. Sự khắc chế của kiếm này đối với linh hồn rất lớn, có thể nói, nếu cao thủ độn nhất cảnh của nơi này đánh nhau với ngươi, đối phương cơ bản là không có sức đánh trả. Hơn nữa, bản thân ngươi ở nơi này lại như cá gặp nước, mặc dù linh khí ở đây ít ỏi, nhưng là, cơ thể của ngươi có thể hấp thu âm khí và tử khí. Có thể nói, nơi này ngoại trừ mấy vị cao thủ cấp bậc thiên thần ra, những cao thủ bình thường căn bản không làm gì được ngươi. Diệp Huyên gật đầu, thực ra hắn cũng rất muốn hấp thu âm khí và tử khí của nơi này, nếu hắn hấp thu hết âm khí và tử khí ở đây, bản thân có thể trực tiếp đến chứng đạo. Đáng tiếc, tạm thời vẫn chưa thể làm như vậy. Một lát sau, Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh rời khỏi tháp giới ngục. Hai người tiếp tục đi. Hai người không lựa chọn bay, bay ở đây sợ là chê mệnh quá dài. Vừa xuống khỏi cầu Nại Hà, Diệp Huyên thấy một cái đài, trên đài có một gương đồng. Diệp Huyên chớp mắt, Chi Mệnh, gương đồng kia là bảo vật sao? Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, bảo vật cái đầu ngươi. Đó là vọng hương đài. Diệp Huyên nhíu mày, vọng hương đài. Diệp Chi Mệnh gật đầu, nghe nói vọng hương đài này là năm đó một vị Bồ Tát của Phật giới dựng lên dành cho những người sau khi chết để tạm biệt người thân. Trên vọng hương đài, có thể nhìn về quê hương và người thân của mình lần cuối. Đây là cái nhìn cuối cùng, sau cái nhìn này tất cả kiếp trước đều tan biến như khói. Diệp Huyên có chút tò mò, thật sự có thể sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, trước đây có thể, nhưng mà hiện tại không biết. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, thử xem không? Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt nói, muốn thử thì ngươi thử. Diệp Huyên cười khà khà, vậy thử xem. Nói xong, hắn đi lên vọng hương đài kia. Không có động tĩnh. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, xem ra không được. Diệp Chi Mệnh nói, người dùng sức mạnh Phật Pháp thử xem. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó thúc giục sức mạnh Phật Pháp dồn vào gương đồng kia, rất nhanh, gương đồng rung lên kịch liệt, ngay sau đó, trên gương đồng hiện lên một hình ảnh. Khi nhìn thấy hình ảnh này, Diệp Huyên lập tức ngây người. Thanh Thành. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Diệp gia trong gương đồng kia. Lúc này Diệp gia đã xuống dốc. Trong tộc cực kỳ quạnh quẽ, chỉ còn lại mười mấy người, mà trong số mười mấy người này, hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Một ông lão từng ức hiếp hắn. Ông lão này vẫn chưa chết,
nhưng đã tuổi già sức yếu, hơn nữa, không có tu vi gì. Trong sân, ông lão dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu, ông ta ngây người, cơ thể dần dần rung lên. Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên cạnh, ông già mãi không chết này, ông ngây ra làm gì? Còn không làm việc, không muốn ăn cơm phải không? Cơ thể đại trưởng lão khẽ run lên, vội vàng cầm lấy cây chổi bên cạnh bắt đầu quét rác. Mà cách đó không xa, còn có người hùng hùng hổ hổ, đều tại ông lão này năm đó đã đuổi Diệp Huyên thiếu ra đi, bằng không, Diệp gia chúng ta cũng sẽ không rơi vào bước đường này. Trước vọng hương đài, Diệp Huyên trầm lặng. Thanh thành Diệp gia. Hắn gần như đã quên rồi. Hình ảnh trong gương đồng đột nhiên biến thành một hoàng cung, ở trước cửa đại điện hoàng cung, một cô gái mặc long bào nhìn về phía chân trời, không biết suy nghĩ cái gì. Khi nhìn thấy cô gái này, Diệp Huyên từ từ nắm chặt tay phải. Đúng lúc này, cô gái mặc long bào kia bỗng nhiên mở bàn tay phải ra, trong tay nàng ta nắm một người gỗ, mà người gỗ kia chính là hình dáng của Diệp Huyên. Cô gái nhẹ nhàng vuốt ve người gỗ, một lát sau, nàng ta lắc đầu, cái thứ mặc quần lên liền không nhận người. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Dưới vọng hương đài, Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, cười lạnh không thôi. Biểu cảm của Diệp Huyên hơi mất tự nhiên. Nhưng vào lúc này, hình ảnh trên gương đồng dần dần biến mất. Diệp Huyên trầm lặng một hồi, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, Chi Mệnh, người muốn lên xem thử không? Diệp Chi Mệnh mặt không chút biểu cảm, người là muốn nhìn lai lịch ta. Diệp Huyên cười hì hì, đúng vậy. Diệp Chi Mệnh trầm ngâm một lát, sau đó nàng ta đi đến vọng hương đài, Diệp Huyên vội đổ sức mạnh Phật Pháp vào, gương đồng khẽ run lên, rất nhanh, một hình ảnh dần dần ngưng tụ lại. Diệp Chi Mệnh nhìn gương đồng, mặt không chút thay đổi. Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào gương đồng kia, trong gương đồng đột nhiên xuất hiện một vực sâu rất lớn, vực sâu tựa như chậu máu lớn giữa vô số ngọn núi, nhưng hình ảnh có hơi mơ hồ, Diệp Huyên nhìn không rõ lắm. Ngay khi hình ảnh dần rõ hơn, dưới đáy vực sâu kia, một âm thanh đột nhiên vang vọng, người nào dám nhìn trộm Đại Huyên. Thanh âm vừa dứt, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên phóng lên cao. Âm. Trong gương đồng, hình ảnh đột ngột biến mất. Đại Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, Chi Mệnh, người đến từ Đại Huyên. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, Đại Huyên là nơi nào? Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt nói, không phải nơi tốt đẹp gì. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Diệp Huyên vội vàng đi theo. Hắn liếc nhìn Diệp Chi Mệnh, Đại Huyên so với âm phủ thì thế nào? Diệp Chi Mệnh nói, không bằng âm phủ trước đây. Diệp Huyên nhẹ giọng nói cách khác, so với âm phủ bây giờ thì mạnh hơn. Diệp Chi Mệnh gật đầu, có thể nói như vậy. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là vị Bồ Tát và người nọ ở âm phủ không nhúng tay vào. Nếu vị Phật Tổ và người nọ nhúng tay vào, trừ hai ba thế lực đứng đầu ra, không có một thế lực nào có thể chống lại âm phủ. Nói đến đây, nàng ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, đương nhiên, ngoại trừ người mạnh đời thứ hai như ngươi ra. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh lại nói, ta biết, ngươi chắc chắn muốn hỏi ta về vị Bồ Tát và người nọ, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, cười nói, vẫn là Chi Mệnh hiểu ta. Diệp Chi Mệnh lườm Diệp Huyên một cái, Bồ Tát là Nam Tàng Bồ Tát của Phật giới, đây là một vị Bồ Tát vô cùng lợi hại, hắn ta vốn là có thể thành Phật. Nhưng lại không làm như vậy. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, bởi vì y đã đặt lời thề lớn, địa ngục không hết ác quỷ, thề không thành Phật. Nghe vậy, Diệp Huyên nheo mắt, điều này có phải có chút khó khăn? Diệp Chi Mệnh gật đầu, độ khó không phải bình thường, ngươi xem, đến tận bây giờ, thiên đạo sụp đổ, ác quỷ vẫn càng ngày càng nhiều. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta diệt vùng cực lạc, vị Bồ Tát này liệu có đến đánh ta không? Diệp Chi Mệnh cười lạnh, ngươi nói xem. Diệp Huyên trầm giọng nói, thật sự rất mạnh sao? Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt nói, ít nhất hàng chục nghìn năm trước, đối phương đã chứng đạo rồi. Hơn nữa, đối phương còn là một người bảo vệ đại đạo, cũng chính là siêu độ đại đạo,
mà siêu độ đại đạo này có thể xếp trong hàng 30 trong số 3.000 đại đạo, y là một vị thiên thần hàng thật giá thật, hơn nữa là thiên thần cao nhất. Các đời chủ của âm phủ từ trước đến nay đều kính cẩn lễ phép với y, cho dù là đạo đình, cũng không dám dễ dàng đắc tội với y. Diệp Huyên trầm giọng nói, người nói như vậy, ta có chút hoảng. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, hoảng cái gì? Ngươi không phải rất giỏi đánh sao? Đánh là xong. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh tiếp tục đi về phía trước, Diệp Huyên vội đuổi theo, lại hỏi, vậy người nọ là ai? Diệp Chi Mệnh dừng bước, trầm giọng nói, một người trước đây từng phá đạo rồi lại hối hận, sau đó hắn ta tự nhốt mình ở địa ngục tầng thứ 18 của âm phủ, để bản thân đời đời kiếp kiếp chịu nỗi đau khổ dày vò của địa ngục kia. Nghe vậy, Diệp Huyên giật mí mắt, wow, ác độc với bản thân như vậy. Chấm 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 chấm. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng là rất tàn nhẫn. Diệp Huyên hỏi, Chi Mệnh biết đối phương là ai sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không biết, chỉ biết tầng thứ 18 địa ngục có một thứ cấm kỵ, đó là người thần bí kia. Diệp Huyên lại hỏi, chủ nhân âm phủ kia thì sao? Đối phương mạnh thế nào? Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, không biết, chủ nhân âm phủ qua các thế hệ đều vô cùng thần bí, vị chủ nhân âm phủ này còn thần bí hơn, âm phủ gần như không có bất kỳ tin tức gì về hắn. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao lại thần bí đến vậy? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyên im lặng. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, Mộ Niệm Niệm không muốn kiếm chuyện với âm phủ không phải không có đạo lý, đương nhiên. Ta tin rằng nếu để người đời biết thực lực của nàng ta, thì cũng không có bao nhiêu thế lực muốn gây chuyện với nàng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, Chi Mệnh, ngay cả cô cũng không nhìn ra được thực lực thật sự của Niệm Tỷ sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không nhìn ra, Niệm Tỷ này của ngươi, quá thần bí. Diệp Huyên gật đầu, đúng thật là thần bí. Không những thần bí, nàng ấy còn thích giả vờ là kẻ yếu. Giả vờ là kẻ yếu. Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh khẽ nhếch miệng, cô gái này thật sự có phần đáng sợ. Hai người nói chuyện thì đã đến trước ngọn núi âm khí lượn lờ, vô cùng âm u, trong đó còn thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu la thảm thiết cùng cực. Diệp Huyên quay đầu nhìn sang Diệp Chi Mệnh, đây là... Diệp Chi Mệnh nhìn ngọn núi trước mắt, ánh mắt có chút nghiêm trọng, đây là đỉnh chó dữ sao huyền thoại. Sao theo truyền thuyết? Đỉnh chó dữ là trạm thứ tư của linh hồn khi xuống địa ngục, tại đây, linh hồn sẽ bị chó dữ cắn xé hành hạ, những người từng giết, ăn hay hại chó sẽ hồn phi phách tán, tập tục xưa thường thêm lương khô và gậy đánh chó vào quan tài mai táng là để đối phó nơi đây. Diệp Huyên nhíu mày, đỉnh chó dữ. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đỉnh chó dữ này có vô số chó dữ vào thời đại đất hoang, một vài loại chó tên ác linh, tính cách hung dữ, bọn nó thường coi linh hồn như thức ăn. Mà khi bọn nó ăn linh hồn cũng không trực tiếp cắn xé tiêu diệt linh hồn, mà ăn từng chút một, bởi vậy, linh hồn bị bọn nó ăn có thể nói là sống không bằng chết. Diệp Huyên nhíu chặt mày, mục tiêu của bọn nó là tất cả linh hồn. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, trước đây không phải, trước đây, bọn nó chỉ ăn âm hồn ác quỷ, nhưng bây giờ... Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu. Bây giờ đại đạo đã sụp đổ. Những linh cầu lớn này sợ rằng cũng sẽ không tuân thủ quy định nữa rồi. Diệp Huyên không nghĩ nữa, chúng ta phải đi đường vòng sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, nơi này là đường cách thành Phong Đô gần nhất, nếu chúng ta đi đường vòng, ít nhất cũng phải mất từ một ngày trở lên. Diệp Huyên gật đầu, vậy đi thôi. Nói xong, hắn và Diệp Chi Mệnh đi vào trong đỉnh chó dữ kia, vừa tiến vào trong đỉnh chó dữ, Diệp Huyên đã cảm nhận được một luồng khí rét lạnh. Cùng lúc đó, trước mặt bọn họ không xa đột nhiên lại xuất hiện một con chó dữ. Một con chó dữ tợn trông khá to lớn. Hình thể chó này không hẳn là lớn, chỉ lớn hơn chó lớn bình thường một chút, nhưng toàn thân lại tản ra khí thế hung tàn. Diệp Huyên nhìn linh cẩu đó, cười nói, chắc không phải nó muốn cắn chúng ta chứ. Diệp Chi Mệnh lạnh giọng nói, con chó này có linh, có lẽ nó có thể cảm nhận được sức mạnh của chúng ta. Diệp Chi Mệnh vừa dứt lời, linh cẩu kia lập tức quay người biến mất trong lùm cỏ. Diệp Chi Mệnh nói, đi thôi. Nói xong, nàng ta và Diệp Huyên đi về phía xa. Không lâu sau,
hai người đã đi vào trong ngọn núi trùng điệp, mà lúc đó, Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh lại nghe thấy vô số âm thanh thảm thiết, những tiếng kêu la này có xa cũng có gần. Ngay lúc này, Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh đột nhiên dừng lại, trước mặt hai người không xa đang có vô số linh cẩu lớn đang cắn xé một người đàn ông, người đàn ông rối loạn kêu gào, đau đớn cùng cực. Người đàn ông đột nhiên nhìn sang Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh, khi nhìn thấy hai người họ, người đàn ông vội nói, cứu ta. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt nói, người muốn cứu thì cứu. Diệp Huyên đang định ra tay thì lúc này, người đàn ông đột nhiên gào lên, mau cứu ta đi. Nghe vậy, Diệp Huyên chợt nhíu mày, vị huynh đệ này, giọng điệu ngươi cầu cứu như vậy hình như không đúng lắm nhỉ. Người đàn ông giống giận nói, ngươi không thể thấy chết không cứu, ngươi. Diệp Huyên nhíu chặt mày, tên này muốn người khác cứu mình mà lại dùng giọng điệu như lẽ đương nhiên vậy sao? Vẻ mặt người đàn ông đột nhiên trở nên hung dữ, hắn ta cay độc nhìn Diệp Huyên, ngươi không được chết tử tế, ngươi không được chết tử tế. Đột nhiên Diệp Huyên nhìn sang mấy linh cẩu kia, đừng cắn nhanh như vậy, từ từ thôi, đúng, bắt đầu cắn từ đùi hắn ta, đúng, cắn con cỏ của hắn ta, đúng, cứ vậy đi. Diệp Chi Mệnh trừng trắng mắt nhìn Diệp Huyên, không biết phải nói gì. Ở phía xa, linh hồn người đàn ông dần dần biến mất, sự đau khổ đó, Diệp Huyên nhìn thấy mà cũng nổi cả gai ốc, đây quả thực chính là cực hình lăng trì của dương gian mà. Mà người đàn ông kia lại điên cuồng mắng rủa Diệp Huyên, càng khiến hắn cạn lời. Diệp Huyên nhìn người đàn ông đang hấp hối thoi thóp, cười nói, vị huynh đệ này, thứ cắn ngươi là những con linh cẩu này, ngươi chửi rủa ta làm gì chứ? Người đàn ông không đáp lại, hắn ta vẫn điên cuồng mắng chửi lúc này, hắn thần chí hắn ta đã chẳng còn bình thường nữa rồi. Không lâu sau, người đàn ông đã bị cắn nát sạch sẽ. Mà những linh cẩu kia lại quay đầu nhìn Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh, bọn nó không hề lao đến phía Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh, mà quay đầu chạy đi. Nhưng linh cẩu này có thể sống đến bây giờ, thì trí thông minh không hề thấp. Đỉnh chó dữ tuy là địa bàn của bọn nó nhưng không phải âm hồn gì cũng có thể ăn. Chỉ cần khiến bọn nó cảm thấy nguy hiểm thì bọn nó lập tức sẽ rút lui. Nhìn thấy những con chó dữ rút lui, Diệp Huyên lắc đầu, người còn không bằng chó. Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, có phải cảm thấy người vừa nãy rất ngu xuẩn? Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, trên thế gian, người ngu hơn hắn nhiều không kể xiết. Sẽ luôn có vài người, thích xem chuyện người khác giúp đỡ là lẽ đương nhiên. Lại không biết, thế gian này không ai nợ ai cả, người khác giúp ngươi, đó là tình cảm, bản thân nên tự mình cảm tạ. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Hai người tiếp tục đi về phía trước, lúc này, không có chó dữ nào đến làm phiền bọn họ đi rất thuận lợi, mà ngay khi bọn họ rời khỏi đỉnh chó dữ, Diệp Chi Mệnh đột nhiên dừng lại, nàng ta bà Diệp Huyên nhìn về phía cách đó không xa, cách bọn họ chừng mười mấy trượng, một đàn chó dữ đang đuổi theo một cô gái khoảng chừng 17-18 tuổi, mặc váy dài trắng, tóc trắng xõa vai, sắc mặt tái nhợt, chính là một quỷ nữ. Mắt thấy cô gái sắp bị đuổi kịp, Diệp Huyên đột nhiên chìa ngón tay, một luồng kiếm khí cực mạnh lập tức xuất hiện sau lưng cô gái, mà đám chó dữ kia thì liên tục lùi về sau, ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Những con chó dữ kia liếc nhìn Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh, sau đó quay người chạy đi. Diệp Huyên nhìn cô gái không xa phía trước, cô gái cũng đang nhìn hắn và Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyên quan sát cô gái, không thể không nói. Quỷ nữ này sinh ra vô cùng xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, giống như người bước ra từ trong tranh vậy. Diệp Huyên trong lòng tấm tắc khen ngợi, quỷ nữ trong âm phủ này đều xinh đẹp như vậy sao? Cô gái bay lướt đến trước mặt Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh, nàng ta khẽ gật đầu, đa tạ. Diệp Huyên cười nói, cô nương là. Cô gái nói, một âm hồn. Diệp Huyên quan sát cô gái, đối phương ở dạng linh hồn. Mà linh hồn này của đối phương không mạnh, chẳng lẽ thật sự chỉ là một âm hồn bình thường? Không có lý. Bình thường những cô gái bản thân gặp được đều rất lợi hại mà. Lúc này, Diệp Chi Mệnh chợt nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hắn và Diệp Chi Mệnh rời đi, nhưng chưa đi được hai bước thì hai người đột nhiên quay người, cô gái kia đang đi theo bọn họ.
Diệp Chi Mệnh nhíu mày, người muốn làm gì? Cô gái chỉ về hướng không xa, các người muốn đi Phong Đô. Diệp Huyên chớp mắt, không, chúng ta không đi Phong Đô. Cô gái lắc đầu, thành Phong Đô có kính chiếu quỷ, các người đi như vậy, sẽ bị kính chiếu quỷ soi được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cô biết chúng tôi không phải linh hồn. Cô gái gật đầu, trên người các người có hơi thở dương gian. Diệp Huyên quay đầu nhìn Diệp Chi Mệnh, thuật pháp mà Mục Sinh thi triển giúp chúng ta che giấu hơi thở dương gian đã hết hiệu quả rồi sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không có hiệu quả. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên chợt thay đổi, hắn nhìn cô gái cách đó không xa, cô là ai? Cô gái đột nhiên lướt đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, đưa ta đi. Diệp Huyên ngây người tại chỗ. Diệp Chi Mệnh nhìn cô gái trước mặt, không biết đang nghĩ gì. Cô gái lại nói, đưa ta đi. Diệp Huyên khẽ kéo Diệp Chi Mệnh, mở thiên nhãn xem nàng ta đi. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm cô gái, ta không nhìn thấu được nàng ta. Hoặc là nàng ta thực sự là âm hồn bình thường, hoặc là đạt đến cấp bậc như Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên im lặng. Rất có thể là khả năng thứ hai. Cô gái vẫn đang nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, tại sao ngươi muốn đi theo ta? Cô gái nhẹ giọng đáp, ta muốn rời khỏi nơi này. Diệp Huyên vẫn có phần không hiểu, vậy tại sao ngươi lại chọn ta? Cô gái nhìn Diệp Huyên, có lẽ là vận mệnh dẫn lối, có lẽ là ngẫu nhiên. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng ta kéo Diệp Huyên rời đi. Ngay lúc đó, cô gái đột nhiên lên tiếng, người hộ kinh đến từ Đại Uyên, đây có lẽ là một phần thiện duyên đấy. Người hộ kinh Đại Uyên. Diệp Chi Mệnh dừng bước, nàng ta quay người nhìn cô gái, đột nhiên nàng ta chỉ vào giữa hàng lông mày, mở thiên nhãn. Bù. Giữa hàng mày Diệp Chi Mệnh đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một chùm sáng bỗng chốc bao trùm cô gái phía xa. Cô gái cứ đứng tại chỗ bất động, cũng không phản kháng gì. Một lúc sau, hai mắt Diệp Chi Mệnh từ từ nhắm lại, người mở ra mọi thứ về bản thân mình. Cô gái nhìn Diệp Chi Mệnh, cô gái đến từ Đại Uyên, ta không muốn làm hại hắn, mà ngược lại, ta gặp được hắn ở nơi này, đúng là không nên, nếu ta đoán không nhầm, thì là do duyên cớ từ nguyên nhân tai ách trên người hắn. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, có muốn nàng ta đi theo không? Diệp Huyên cười nói, ta nghe theo cô để nàng ta theo thì để nàng ta theo, cô không cho nàng ta theo thì không cho nàng ta theo. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Chi Mệnh chợt dịu dàng, rõ ràng, Diệp Huyên đứng cùng phía nàng ta. Diệp Chi Mệnh im lặng, tựa như đang cân nhắc gì đó. Diệp Huyên nhìn cô gái, rốt cuộc cô là ai? Cô gái lắc đầu, một âm hồn. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, tại sao ta không gặp được cô gái nào bình thường cả vậy? Nói rồi, hắn nhìn Diệp Chi Mệnh, ta thực sự không muốn phấn đấu nữa rồi. Ta rất muốn lập hậu cung, đưa tất cả cô gái mà ta từng gặp vào hậu cung, ta tin chắc, nếu ta làm được như vậy, chắc chắn ta có thể được xưng là bá chư thiên vạn giới rồi. Lúc này, cô gái bên cạnh đột nhiên nói, nhưng ta là hồn mà, ngay cả quỷ mà ngươi cũng không bỏ qua sao? Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh cười lạnh, ma quỷ thì có gì? Ngay cả trời hắn cũng không muốn bỏ qua nữa là, còn nữa, viên đá tam sinh nữa kìa, ngay cả đá mà hắn còn có ý đồ nữa là. Diệp Huyên thật sự cạn lời, bản thân chỉ nói đùa một chút thôi. Mà Diệp Chi Mệnh giống như rất tức giận vậy. Lúc này, cô gái cách đó không xa đột nhiên nói, để ta đi theo, ta đưa các ngươi đến thành Phong Đô. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, không có ngươi, chúng ta cũng có thể đi. Cô gái nhìn Diệp Chi Mệnh, người Đại Uyên, cô đi theo hắn cũng có mục đích không đơn thuần, tại sao ta không thể đi theo hắn? Diệp Chi Mệnh không có biểu cảm gì, ngươi nên hỏi hắn. Nói rồi, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, ngươi có để nàng ta theo hay không? Diệp Huyên vội nói, ta nói rồi, toàn bộ đều nghe theo cô cho đi theo thì theo. Cô không cho theo thì không cho nàng ta theo. Diệp Chi Mệnh nhìn cô gái, có phần khiêu khích. Cô gái ngẫm nghĩ, sau đó nói, để ta đoán thử, các người đến đây,
hẳn là chỉ có hai mục đích, thứ nhất, có thể là vì đạo kinh trong truyền thuyết, thứ hai, có lẽ là vì nướng thánh hoàng tuyền, đúng không? Khóe miệng Diệp Huyên khẽ nhếch, mẹ nó, cô gái này là thần tiên sao? Diệp Chi Mệnh nhìn cô gái, ngươi có thể giúp chúng ta lấy hoàng tuyền thánh thủy không? Cô gái lắc đầu, không thể. Diệp Chi Mệnh lạnh giọng nói, nếu đã không thể, vậy không cần thiết phải đi theo chúng ta rồi. Cô gái chợt nói, nhưng ta biết tung tích của đạo kinh. Đạo kinh. Diệp Huyên nhìn cô gái, cô biết tung tích của đạo kinh. Cô gái gật đầu, quyển thứ 5 đạo kinh nằm âm phủ này, hơn nữa, ta còn biết nó đang ở nơi nào. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô muốn có được thứ gì từ ta. Cô gái nhìn Diệp Huyên, chính là muốn đi theo ngươi một thời gian, sau một đoạn thời gian, nếu ngươi không thể khiến ta vừa lòng thì tự ta sẽ rời đi. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh im lặng một lúc lâu, tự ngươi quyết định đi. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn kéo Diệp Chi Mệnh đi về phía xa. Cô gái này quá thần bí, hắn không muốn để đối phương đi theo. Lúc này, cô gái đột nhiên nói, chúng ta sẽ lại gặp mặt. Diệp Huyên quay đầu nhìn cô gái cũng đang nhìn hắn, vẻ mặt cô gái tươi cười kỳ lạ. Thấy vậy, trong lòng Diệp Huyên đột nhiên dâng trào ngọn lửa khó hiểu, hắn quay người đi đến trước mặt cô gái, hắn nhìn thẳng cô gái, cô thực sự muốn đi theo ta. Cô gái gật đầu. Diệp Huyên đột nhiên lấy ra một giọt máu, hắn đưa máu huyết của mình cho cô gái, tiền bối, có biết đây là huyết mạch gì không? Cô gái nhìn huyết mạch kia, không biết, nhưng rất mạnh. Diệp Huyên hỏi, đã từng thấy huyết mạch chi lực mạnh như vậy chưa? Cô gái lắc đầu, chưa từng. Diệp Huyên lại lấy ra bội kiếm của người đàn ông áo xanh, tiền bối, có biết đây là kiếm gì không? Cô gái nhìn thanh kiếm kia, trầm mặc một lúc sau đó nói, không ở trong cảnh giới. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó lại lấy ra bội kiếm của tổ sư đảo Trích Tiên, tiền bối, cô lại xem thử cái này xem. Cô gái nhìn Diệp Huyên, người muốn nói gì? Diệp Huyên nhìn thẳng cô gái, có thể nhìn thấy nguyên nhân tai ách trên người ta chứ? Cô gái gật đầu, người muốn nói gì, có thể nói thẳng. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta không có ý gì khác, nếu tiền bối đã muốn đi theo ta, vậy thì cứ đi theo đi. Tiền bối có bất kỳ yêu cầu gì, có thể nói với ta, nếu trong khả năng cho phép, chắc chắn ta sẽ dốc hết sức. Cô gái nói, ta vẫn còn có một việc cần ngươi giúp. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, mẹ nó, cô gái này có hiểu khách khí là gì không? Nàng ta thực sự không biết khách khí sao? Cô gái nhìn Diệp Huyên, là ngươi nói đó. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, chuyện gì? Cô gái nói, trong cơ thể ngươi có một thánh kiếm vô cùng mạnh, ta có thể tiến vào bên trong nó tu dưỡng không? Yên tâm, ta cũng không để ngươi giúp không công đâu, ta đi vào tu dưỡng. Kiếm chấn hồn. Diệp Huyên biết, đối phương nói đến kiếm chấn hồn. Thì ra đối phương nhìn chúng kiếm chấn hồn. Diệp Huyên quay đầu nhìn Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, ngươi làm chủ. Nàng ta có phần không dám nhúng tay vào chuyện của Diệp Huyên, không phải không muốn, mà là không dám. Bởi vì trực giác mách bảo nàng ta, nếu nàng ta miễn cưỡng can thiệp một vài chuyện, thì chuyện sẽ không trở nên tốt hơn, mà chỉ trở nên càng tệ thêm. Dù sao, nàng ta cũng không có được thực lực mạnh như Mộ Niệm Niệm. Nàng ta có thể làm chính là để Diệp Huyên tự mình ra quyết định. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, vậy cô có thể giúp ta một việc không? Cô gái nhìn Diệp Huyên, chuyện gì? Diệp Huyên nói, ta muốn hoàng tuyền thánh thủy. Cô gái chỉ về phía xa, chỗ này cứ đi thẳng mãi, khoảng chừng nghìn dặm sẽ gặp được thành Phong Đô, sông Hoàng Tuyền nằm trong cấm địa của thành Phong Đô. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, ta là bảo cô giúp ta lấy được hoàng tuyền thánh thủy. Cô gái lắc đầu, ta làm không được. Diệp Huyên nhíu mày, chẳng phải cô phải rất lợi hại sao? Cô gái nhẹ giọng đáp, sông Hoàng Tuyền, ngoại trừ đích thân chủ nhân âm phủ canh giữ, còn có ít nhất 5 cao thủ chứng đạo cảnh, ngoài ra, nơi đó còn có một đại trận siêu cấp, chỉ cần thành Phong Đô có chuyện thì quỷ đế 10 phương âm phủ có thể lập tức xuất hiện ở Phong Đô.
Diệp Huyên trầm giọng nói, thực lực ta bây giờ và chủ nhân âm phủ cách biệt có lớn không? Cô gái khẽ chớp mắt, sau đó nói, ha ha. Vẻ mặt Diệp Huyên u ám, ha ha này của cô là có ý gì? Cô gái ngẫm nghĩ, sau đó nói, bây giờ ngươi hẳn là có thể đánh được một quỷ đế. Diệp Huyên nhíu mày, ta chỉ xứng đánh với một quỷ đế thôi sao? Cô gái lạnh nhạt nói, một quỷ đế, ít nhất cũng là chứng đạo cảnh đỉnh cao. Diệp Huyên quay đầu nhìn Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. Cô gái lại nói, mà ở âm phủ, ngoài quỷ đế mười phương, còn có một âm ti vương bế quan, cùng với ba vị phán quan, còn có một diêm vương thống lĩnh 18 tầng địa ngục, nói chung, còn có rất rất nhiều cao thủ. Diệp Huyên nhíu mày, những người cô vừa nói, đều là chứng đạo cảnh. Cô gái gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên trầm giọng nói, âm phủ có nhiều cao thủ chứng đạo cảnh vậy sao? Nói rồi, hắn nhìn Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, thực ra nàng ta còn chưa nói hết toàn bộ, âm phủ còn có một vài cao thủ mà chúng ta không biết. Những người nàng ta nói với ngươi, hẳn là ngươi hiểu được có ý gì. Diệp Huyên biết, cô gái muốn hắn từ bỏ. Diệp Huyên cười nói, không sao, tự ta có tính toán. Diệp Chi Mệnh không nói gì. Nàng ta biết, cái tên trước mắt này bình thường hi hi ha ha, nhưng một khi nghiêm túc thì có 10 cái đầu trâu cũng không kéo lại được. Thế nhưng, nàng ta cũng không quá lo lắng, bởi vì tên này chắc chắn sẽ không làm chuyện dại dột. Nếu hắn đã dám đến Phong Đô, chắc chắn là đã có tính toán. Diệp Huyên không hỏi thêm, hắn đưa Diệp Chi Mệnh và cô gái thần bí kia tiếp tục lên đường. Trên đường, Diệp Huyên nhìn cô gái thần bí, xưng hô thế nào? Cô gái thần bí nói, người gọi ta là A Âm được rồi. A Âm. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đang định nói gì thì Diệp Chi Mệnh đột nhiên lại nói. Có lẽ chúng ta đã đến điện luân hồi trong truyền thuyết rồi. Diệp Huyên nhìn ra xa, cuối tầm nhìn của hắn, thấp thoáng có thể thấy một tòa điện lớn đen tuyền. Diệp Huyên hỏi, điện luân hồi. Diệp Chi Mệnh nói, điện luân hồi, còn được gọi là điện chuyển sinh, ở nơi này, con người có thể chuyển thế trùng tu. A Âm ở bên cạnh chợt nói, ở nơi này, được chia làm 6 cõi, cõi trời, cõi A-tu-la hay còn gọi là cõi thần, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh. Ba cái đầu là đạo thiện, ba cái sau là đạo ác. Chuyển thế ở nơi này sẽ dựa theo lúc người đó còn sống để định xem hắn sẽ đi theo đạo thiện hay đạo ác. Nhưng mà hiện tại, thiện ác luân hồi đạo ở đây đã mất hiệu quả, không những không thể định thiện ác, mà ngay cả công năng luân hồi cũng đã mất hiệu quả. Nơi này đã trở thành một vùng hoang tàn, quỷ đế âm phu cũng rất ít khi đến đây, rất hẻo lánh. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ra là vậy, ta còn tưởng rằng ma quỷ âm phủ rất ít nữa. Đi thẳng một đường, quả thực không nhìn thấy bao nhiêu ma quỷ. Không lâu sau, ba người đến một tòa điện lớn. Điện lớn vô cùng âm u, chia thành 6 cửa, lần lượt là cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh. Thần thức Diệp Huyên quét một lượt điện luân hồi, trong điện không có âm hồn. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta có thể đem theo thứ này đi không? Diệp Chi Mệnh khẽ giựt mí mắt, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người đưa đi làm gì? A Âm cũng nhìn Diệp Huyên, thứ này đã không còn tác dụng. Bởi vì đại đạo bên trong đã biến mất, chỉ đơn giản là một điện nát thôi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, chúng ta đi vào xem. Nói xong, hắn đã đi vào điện luân hồi kia. Phía sau, A Âm nhìn Diệp Chi Mệnh, hắn vẫn cứ kiểu thổ phỉ như vậy sao? A Âm. Sau khi Diệp Huyên đi vào điện luân hồi, trong điện trống rỗng, mà xung quanh điện lớn tràn đầy những bức tranh âm u được vẽ trên tường. Âm phủ này thật sự âm u, thật sự không phải nơi để người ở. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, có muốn để lại truyền thừa không? Ta rất thích hợp. Diệp Chi Mệnh vừa tiến vào nghe thấy câu này suýt nữa đã té xỉu. Chỉ ra tên này là có ý định như vậy. Vẻ mặt A Âm cũng có chút kỳ quái. Bản thân đi theo tên này, có phải là lựa chọn sai lầm rồi không? Tên này thực không đáng tin. Diệp Huyên thấy không có hồi âm gì, hắn cũng không từ bỏ,
mà lại nói tiếp có muốn để lại truyền thừa không? Tại hạ bất tài, thiên tài đệ nhất dương gian, đệ nhất kiếm tu, đệ nhất tu thể, dưới độn nhất là kẻ vô địch, trên độn nhất thì đi ngang. Sau lưng Diệp Huyên, A Âm đột nhiên nói, ta ra ngoài yên tĩnh một lát. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta cũng muốn yên tĩnh một lát. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Mà khi hai cô gái đi đến cửa điện, trong điện đột nhiên rung động. Thấy vậy, Diệp Huyên cũng ngây người. Mà sau lưng hắn, hai cô gái bỗng dừng bước, Diệp Chi Mệnh nheo mắt, ánh mắt có chút kinh sợ. Nàng ta vốn có thiên nhãn, khi vừa tiến vào, nàng ta đã xem khắp xung quanh, nơi này không có gì cả. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải như vậy. Mà A Âm bên cạnh nàng ta, ánh mắt có phần nghi hoặc, nàng ta xoay người nhìn cách đó không xa, trong lòng khẽ nói, không phải chứ, ngươi thật sự nhìn chúng cái tên mặt dày này rồi à. Ngay lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên kính cẩn làm lễ, đồ đệ bái kiến sư phụ. A Âm. Diệp Chi Mệnh. Có nhiều lúc, rất nhiều chuyện phải thử một chút mới được. Không thử sao biết là không có. Không thử sao biết là không được. Dù sao thì thử cũng không chết mà. Còn về ra mặt, đối với Diệp Huyên mà nói, mặt mũi chẳng để làm đếch gì cả. Lúc lựa chọn không cần mặt mũi thì đó là lúc cuộc sống phất lên rồi. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông lão mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay cầm một chiếc gương màu đen. Lúc ông lão nhìn thấy Diệp Huyên bái sư, ông ta vội xua tay, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đừng bái lại lung tung. Diệp Huyên chớp mắt, vâng sư phụ. Ông lão có chút cạn lời, ông ta đang định nói, nhưng dường như phát hiện ra điều gì đó, ông ta đột nhiên nhìn về phía A Âm đang ở cách đó không xa. A Âm khẽ mỉm cười. Trong mắt ông lão thoáng hiện một tia kinh ngạc, là cô. A Âm gật đầu. Diệp Huyên liền vội hỏi, cô ta là ai vậy ạ? Ông lão áo đen do dự một chút, sau đó nhìn về phía A Âm cười nói, không cần để ý tới ta. Các ngươi cứ nói chuyện của các ngươi đi. Nghe vậy, ông lão áo đen hiểu ý, lập tức gật đầu, phải, phải. Nói đoạn, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt ông ta có chút cổ quái, tiểu hữu, ngươi. Diệp Huyên liền vội bước tới bên cạnh A Âm, hắn cười nói, ta với A Âm cô nương là bạn tốt, nếu như tiền bối với A Âm cô nương đã quen biết trước, vậy thì đều là người của mình rồi. Nếu như tiền bối không muốn ta để ta kế thừa, cũng không sao, thật đó, con người ta, không thích cưỡng cầu. Ông lão áo đen liếc nhìn A Âm một cái, trong lòng có chút do dự. Ông ta không đoán ra được Diệp Huyên và A Âm rốt cuộc có mối quan hệ gì. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Âm Nhi, không được làm khó tiền bối. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn liền xoay người đi. Âm Nhi. Khóe miệng A Âm khẽ nhếch lên. Còn mặt của ông lão áo đen lại biến sắc, ông ta liền vội nói, tiểu huynh đệ dừng bước. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn về phía ông lão áo đen do dự một chút, sau đó nói, tiểu huynh đệ, ngươi không phải là âm hồn hả? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, đúng vậy. Ông lão áo đen trầm mặc. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía A Âm, lão già này lợi hại không? A Âm nhìn Diệp Huyên một cái, đang định nói thì ông lão áo đen ở bên cạnh đột nhiên ngạo nghễ nói, lão phu chính là luân hồi vương chủ của đại điện luân hồi, nắm giữ sinh tử luân hồi. Luân hồi vương. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nói, tiền bối là một vị thiên thần. Ông lão áo đen ngạo nghễ nói, lão phu không chỉ là một vị thiên thần, mà còn là một vị thiên thần có thực quyền. Diệp Huyên cạn lời. Hóa ra những người bảo vệ đại đạo này cũng giống như thế tục, quan hàm cũng phân thành có quyền và không có quyền. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, tiền bối, người đã tạ thế rồi sao? Ông lão áo đen gật đầu, sắc mặt u ám nói, phải. Sở dĩ ta lưu lại một tia phần hồn ở nơi này chính là vì muốn tìm một người kế thừa đạo luân hồi. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy đều không có lấy một ứng cử viên thích hợp. Diệp Huyên liền vội chỉ vào bản thân, tiền bối, người thấy ta thế nào?
Ông lão áo đen liếc nhìn Diệp Huyên một cái, ông ta do dự một chút, sau đó nói thật, người không thích hợp cho lắm. Người mà ta cần là một người vô cùng cẩn thận, bởi vì một khi có được thần ấn của luân hồi đại đạo thì lập tức sở hữu năng lực khiến người khác có thể luân hồi sống lại, nếu người có được thần ấn không đủ thận trọng, đối với người trong nhân gian mà nói, đó chính là một loại tai họa. Diệp Huyên cười nói, kỳ thực tiền bối không biết đấy thôi, người ngoài chỉ thấy bề ngoài ta vênh váo, nhưng lại không biết nội tâm của ta vô cùng trưởng thành, tỉ mẩn. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, nhìn không ra. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, các hạ thực sự đã có quyết định rồi, đúng không? Ông lão áo đen gật đầu, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu huynh đệ, người kỳ tài ngút trời, nhưng quả thực không phù hợp để nắm giữ luân hồi đại đạo này, vậy nên. Diệp Huyên liền vội nói, tiền bối không cho ta thử thì sao biết là ta không thể chứ? Ông lão áo đen cười khổ, cái này không thể thử. Ấn đường Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một biểu tượng thần bí. Thần ấn. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt ông lão áo đen lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, ngươi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ta cũng là một người bảo vệ đại đạo. Ông lão áo đen trầm giọng nói, cái này lại khiến lão phu có chút không ngờ tới, có điều, nếu như ngươi đã sở hữu một thần ấn, vậy thì càng không thể nắm giữ luân hồi đại đạo rồi. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? Ông lão áo đen nói, bởi vì một người chỉ có thể bảo vệ một loại đại đạo. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, thôi vậy. Không cưỡng cầu. Dứt lời, hắn xoay người lại nhìn về phía A Âm, cười nói, chúng ta đi thôi. A Âm nhìn Diệp Huyên, thực sự không cưỡng cầu nữa sao? Diệp Huyên cười đáp, ta nghĩ hay là thôi vậy. Dù sao, sau này ta có thể cũng phải trở thành một kẻ phá đạo. Kẻ phá đạo. Nghe vậy, hai mắt A Âm lập tức híp lại, mà sắc mặt của ông lão áo đen đang đứng ở một bên cũng trở nên có chút u ám. Kẻ phá đạo. Đây là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ mà. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đang đứng ở một bên đột nhiên nói, ta ủng hộ ngươi. Với thiên phú của ngươi, ngày sau muốn phá đạo, lại chẳng phải là một chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Nói xong, nàng ta kéo Diệp Huyên rời đi. Người bảo vệ đại đạo. Không. Nàng ta càng mong Diệp Huyên trở thành một kẻ phá đạo hơn. Đạo đình và 3000 đại đạo hiện giờ đã hỗn loạn, nàng ta không muốn Diệp Huyên bị cuốn vào trong, thần ấn của Mạnh Bà cũng chỉ có thể coi là một loại tiểu đạo. Thế nhưng đạo của Luân Hồi Vương này lại không phải là tiểu đạo, mà là một đại đạo chân chính. Không chỉ vậy, đây còn là một đại đạo có thực quyền. Một khi Diệp Huyên có được quyền thừa kế của đại đạo này thì hắn sẽ hoàn toàn bị cuốn vào trong cuộc phân tranh của đạo đình. Hơn nữa, tên này còn có thể trở thành kẻ địch của những kẻ phá đạo. Luân Hồi Vương chết thế nào? Diệp Huyên không biết, nhưng nàng ta biết. Luân Hồi Vương là bị người ta đánh chết. Đạo luân hồi hiện giờ kỳ thực đã sụp đổ, không phải là đạo luân hồi hoàn chỉnh. Nếu như Diệp Huyên tiếp nhận kế thừa đạo luân hồi này, không hoàn toàn là chuyện tốt. Chính vào lúc Diệp Chi Mệnh dẫn Diệp Huyên rời đi, A Âm ở một bên đột nhiên nhìn về phía ông lão áo đen, có lẽ ông có thể cân nhắc thử. Chuyện này, ông lão áo đen có chút khó xử. A Âm khẽ cười nói, thực sự có thể cân nhắc thử đó. Nụ cười của nàng ta có chút quỷ dị. Nhìn thấy cảnh này, ông lão áo đen liền vội nói, tiểu huynh đệ dừng bước. Diệp Huyên dừng bước, hắn xoay người lại nhìn về phía ông lão áo đen, ông lão áo đen trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, thực không dám giấu, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta liền biết tiểu huynh đệ chính là người mà mình đã đợi suốt bao nhiêu năm qua. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nói, chẳng phải tiền bối nói là ta không phù hợp sao? Ông lão áo đen cười mỉa, tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi rất phù hợp, thật đó. Diệp Huyên liếc nhìn A Âm một cái, sau đó nói, tiền bối đột nhiên thay đổi chủ ý, là bởi vì A Âm cô nương sao? Ông lão áo đen gật đầu, phải. Diệp Huyên nhìn A Âm, cười nói, xem ra, A Âm cô nương so với những gì ta tưởng tượng thò không đơn giản mà. A Âm khẽ mỉm cười nói, đạo luân hồi này xếp top 10 trong 3000 đại đạo. Mặc dù hiện giờ nó không phải là đại đạo hoàn chỉnh,
nhưng ít nhất cũng đang nằm trong top 30. Nếu như ngươi kế thừa luân hồi đại đạo, trở thành người bảo vệ luân hồi đại đạo, thì ngươi sẽ có được thuật luân hồi, có thể dùng cơ thể âm gian nắm giữ luân hồi đại đạo. Nói một cách đơn giản, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, chỉ cần một câu nói, ngươi liền trực tiếp đưa một cường giả chứng đạo cảnh nhập luân hồi. Hơn nữa, ngươi có thể lựa chọn để đối phương tiến vào luân hồi đạo ác hay đạo thiện. Diệp Huyên trầm mặc. A Âm nhìn về phía ông lão áo đen, cũng đừng cảm thấy tủi thân, hắn kế thừa luân hồi đại đạo này thì sẽ không bôi nhọ luân hồi đại đạo, nếu như ông không tin thì có thể xuất ra thần ấn để nó tự mình lựa chọn. Ông lão áo đen do dự một chút, sau đó thầm niệm thần chú, rất nhanh ngay sau đó, ấn đường của ông ta chợt hiện lên một dấu hiệu tượng trưng cho thần ấn. Con dấu của thần. Diệp Huyên phát hiện ra đây là một thần ấn màu đỏ, không giống với thần ấn kia của Mạnh Bà, thần ấn của Mạnh Bà là màu xanh lam. Rất hiển nhiên, cấp bậc không giống. Sau khi thần ấn đó xuất hiện, nó đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Diệp Huyên, ngay sau đó, một đường sáng màu đỏ trực tiếp bao phủ lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đây là... A Âm cười đáp, nó là đang quan sát ngươi. Một lúc sau, ấn của thần đột nhiên khẽ rung lên, đường sáng màu đỏ đó bắt đầu dần dần rời khỏi Diệp Huyên. Ở một bên, ông lão áo đen khẽ nói, xem ra, tiểu huynh đệ không hề phù hợp. Mà đúng lúc này, thần ấn đó đột nhiên hóa thành một đường sáng màu đỏ bay vào trong cơ thể của Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh này, ông lão áo đen ngay lập tức sững người, đây, hắn chẳng phải là không phù hợp sao? Sao có thể? Diệp Huyên cũng có chút ngây người, vừa rồi hắn cảm nhận được sự bài xích của thần ấn này, nhưng không ngờ đối phương lại ngay lập tức chọn mình. Chuyện này là thế nào? A Âm ở một bên đột nhiên nói, không phù hợp không đại biểu cho tất cả. Ông lão áo đen nhìn về phía A Âm cười nói, giống như trên đời, có nhiều lúc, hai người quả thực không thích hợp ở bên nhau, thế nhưng, không thích hợp không có nghĩa là bọn họ không thể ở bên nhau lần nữa. Ông lão áo đen khẽ nhíu mày, ta nghe không hiểu. Diệp Chi Mệnh ở một bên đột nhiên nói, giống như lợi ích của việc liên hôn, là vì lợi ích chung, mọi người có thể ở với nhau. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, tuy rằng hắn không phù hợp với đạo luân hồi này, thế nhưng luân hồi đại đạo đã chọn hắn, điều này có nghĩa là luân hồi đại đạo này chọn hắn là muốn lợi dụng hắn. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh lại nói, ông cũng có thể lợi dụng nó. Ông lão áo đen ở một bên nở một nụ cười chua xót, rất phức tạp. A Âm ở một bên nhìn ông lão áo đen, bất luận thế nào, tự bản thân luân hồi đại đạo này đã đưa ra lựa chọn, ông an tâm lên đường đi. Ông lão áo đen khẽ hành một lễ với A Âm, bảo trọng. Nói đoạn, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu huynh đệ, bất luận thế nào. Ngươi hiện giờ đã là người bảo vệ của luân hồi đại đạo, mặc dù ngươi chưa được đạo đình sắc phong, thế nhưng, ngươi đã có thực quyền rồi, nhớ kỹ, đạo luân hồi nhập luân hồi, nhất định đừng để người tốt nhập đạo ác, cũng đừng để kẻ ác được vào đạo thiện. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Ông lão áo đen gật đầu, sau đó cơ thể dần dần trở nên mờ dần đi. Mà đúng lúc này, dường như ông ta nghĩ đến điều gì đó, sau đó nói, tiểu huynh đệ. Ta có một yêu cầu quá đáng. Diệp Huyên đáp, mời tiền bối nói. Ông lão áo đen nói, năm đó ta bị người ta giết, đã không tiến vào luân hồi, mà sợi phần hồn ta hiện giờ có thể vào luân hồi chuyển thế trùng tu, vậy, người giúp ta chút đi, phải rồi, ta muốn luân hồi vào đạo thiện. Diệp Huyên. Sắc mặt của mấy người đang có mặt đều có chút cổ quái. Diệp Huyên cũng có chút cạn lời. Cái ông già này giúp người khác luân hồi vô số, bản thân hiện giờ cũng muốn người khác giúp mình luân hồi, hơn nữa còn nhấn mạnh muốn nhập đạo thiện để luân hồi nữa. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ta phải làm thế nào? Ông lão áo đen gật đầu, người triệu hồi ra thần ấn luân hồi kia. Diệp Huyên gật đầu, triệu hồi thần ấn luân hồi ra, ông lão áo đen nhìn thần ấn luân hồi đó, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, bạn già à? Vĩnh biệt. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, thúc giục sức mạnh của nó, sau đó mở ra lối luân hồi đạo thiện. Diệp Huyên gật đầu, hắn cảm ứng thần ấn luân hồi đó một chút, rất nhanh ngay sau đó,
thần ấn luân hồi đó từ từ rung lên, đột nhiên, thần ấn luân hồi đó bạo phát ra một đường sáng màu xanh lục sáng chói, đường sáng màu xanh lục tựa như một cánh cửa đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Đạo thiện. Ông lão áo đen nhìn về phía Diệp Huyên, sức mạnh của thần ấn này, người vẫn cần phải vận dụng thêm, còn về phải vận dụng thế nào, người có thể hỏi vị A Âm tiền bối bên cạnh ngươi. Nói xong, ông ta trực tiếp nhún người xuyên vào trong cánh cửa kia. Quỳnh. Ông lão áo đen biến mất không thấy tăm hơi nữa. Diệp Huyên thu hồi thần ấn luân hồi, sau đó nhìn về phía A Âm, ông ta chuyển thế rồi sao? A Âm gật đầu, phải. Diệp Huyên trầm giọng nói, ông ta vẫn mang theo ký ức sao? A Âm lắc đầu, không. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nhưng ta nhớ là hình như ông ta đâu có uống canh mạnh bà. A Âm khẽ nói, bởi vì linh hồn chính của ông ta đã bị hủy hoại, chỉ còn lại một tia thần hồn này, phần hồn này có thể thuận lợi chuyển thế đầu thai hay không đã là một vấn đề, chứ đừng nghĩ tới chuyện có thể mang theo ký ức. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu bên cạnh ta có bằng hữu tạ thế, có phải ta có thể để bọn họ lợi dụng thần ấn luân hồi này để chuyển thế trọng tu không? A Âm nhìn về phía Diệp Huyên, trên lý thuyết thì có thể, có điều, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có làm như vậy. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? A Âm cười nói, vật này phụ trách quản lý trật tự luân hồi, chú trọng sự công bằng, nếu như ngươi dùng riêng như vậy, nó sẽ rời khỏi ngươi. Hơn nữa, cho dù ngươi muốn dùng như thế, cũng cần bằng hữu của ngươi chết một cách bình thường, nói một cách đơn giản, chính là đừng để thần hồn bị hủy diệt, nếu thần hồn bị hủy diệt hoặc bị xóa bỏ, thì chẳng có cách nào tiến vào luân hồi đâu. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. A Âm khẽ gật đầu, người hiện giờ có muốn học cách kiểm soát thần ấn luân hồi này không? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là muốn rồi. A Âm gật đầu, vậy thì dừng ở đây nửa ngày đi. Đối với ngươi mà nói thời gian nửa ngày chắc là đủ rồi. Diệp Huyên cười nói, vậy đa tạ nha. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống đất, lúc này, A Âm giơ tay chỉ một điểm ở ấn đường của Diệp Huyên, rất nhanh ngay sau đó. Vô số thông tin tràn vào trong đầu Diệp Huyên. Thần thuật luân hồi. Thần thuật luân hồi vốn bắt nguồn từ luân hồi đại đạo, là một trong 3.000 đạo thuật, thuộc về một loại thần thông, chính vì vậy, không thể so sánh với đạo kinh. Có điều, Diệp Huyên phát hiện, thần thuật luân hồi này thực sự nghịch thiên, có 3 tác dụng lớn. Tác dụng thứ nhất, luân hồi đại đạo này có thể trực tiếp giúp hắn đạt đến chứng đạo cảnh đỉnh cao. Tác dụng thứ hai chính là có thể thi triển thần thuật luân hồi, mở ra luân hồi đạo thiện ác, thuật này một khi thi triển, cho dù là cường giả chứng đạo cảnh cũng không thể phản kháng. Đương nhiên, điều này quyết định bởi thực lực của bản thân hắn, nếu như thực lực của hắn mạnh, thần thuật luân hồi này dường như chẳng có giới hạn. Về lý thuyết mà nói, bất kỳ người nào cũng đều có thể bị đưa vào luân hồi đạo ác. Có điều hiện giờ không được, bởi vì luân hồi đại đạo này đã sụp đổ. Linh hồn của luân hồi đại đạo hiện giờ thực ra đang ngủ say, bởi vì đối phương năm đó bị thương nặng, mặc dù chưa chết nhưng cũng đã chìm vào trong giấc ngủ sâu. Thần ấn luân hồi hiện giờ chỉ còn lại ý thức bản năng, mà trí tuệ chân chính của nó vẫn đang ngủ say. Mặc dù linh hồn của luân hồi này đang ngủ say, thế nhưng, tác dụng của nó vẫn không thể xem thường, thần thuật luân hồi này cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể ngăn cản. Đặc biệt là đối với âm hồn thì càng chính là khắc chế trời sinh. Có thể nói, đám âm hồn này nếu ở trước mặt thần thuật luân hồi này, uy lực của thần thuật luân hồi ít nhất cũng được đề cao đến mấy phần. Mà tác dụng thứ ba này chính là sự miễn dịch, hắn có thể miễn dịch với tất cả thuật luân hồi thần thông cùng với võ học, bất kỳ loại thuật thần thông luân hồi nào cũng đều không có hiệu quả đối với hắn. Diệp Huyên không mượn sự giúp đỡ của thần ấn luân hồi này để đạt tới chứng đạo cảnh. Hắn không muốn dùng cách này để đạt tới chứng đạo cảnh, bởi vì thần ấn luân hồi này là ngoại vật chân chính, nếu như dùng thần ấn luân hồi này để đạt tới chứng đạo cảnh, ngộ nhỡ sau này thần ấn luân hồi này rời bỏ mình, vậy thì sức mạnh của bản thân cũng sẽ biến mất theo, lúc đó sẽ rất thốn. Vậy nên, hắn sẽ không mượn sự giúp đỡ của thần ấn luân hồi này, thế nhưng, hắn sẽ không ỷ lại vào thần ấn luân hồi này. Vào lúc Diệp Huyên tu luyện, Diệp Chi Mệnh đã bước ra khỏi đại điện, nàng ta ngồi trên thềm đá, hai tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời u ám kia, không biết đang suy nghĩ gì.
Đúng lúc này, A Âm đột nhiên bước tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Chi Mệnh, nàng ta cười nói, người đại uyên, cô rất đề phòng ta. Diệp Chi Mệnh nhàn nhạt nói, ta không đề phòng cô, thật đó, bởi vì ta biết, cô không có khả năng hại hắn. Nói đoạn, nàng ta ngừng lại một chút, rồi nói, ta cũng không có năng lực đó. A Âm khẽ nói, cô đang muốn nói đến người ở phía sau hắn ta sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu. A Âm mỉm cười, không nói gì. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía A Âm, cô có thể thoát khỏi thiên nhãn của ta, thật không đơn giản. Âm cười nói, đó là bởi vì thực lực của cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bằng không, ta ở trước mặt cô đã không ẩn giấu được thân phận của bản thân rồi. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, cô theo hắn làm gì? A Âm hỏi ngược lại, thế cô thì sao? Diệp Chi Mệnh nhàn nhạt nói, chắc là cô đã đoán ra được. A Âm gật đầu, đạo kinh, cô muốn đi theo hắn để tìm kiếm đạo kinh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, phải. A Âm khẽ nói, đạo kinh. Diệp Chi Mệnh nói, trên người cô đang có một quyển đạo kinh, đúng chứ? A Âm cười nói, lần này thì cô đoán sai rồi. Đạo kinh đó đối với ta chẳng có tác dụng gì, cũng không đúng, phải nói là, trừ phi là đạo kinh bản hoàn chỉnh, bằng không, chẳng có tác dụng mấy với ta cả. Đạo kinh bản hoàn chỉnh. Diệp Chi Mệnh khẽ nói, không biết có hy vọng tập hợp được tất cả đạo kinh không? A Âm đáp, người của Dương Gian đang tranh đoạt đạo kinh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, rất nhiều người. A Âm khẽ nói, ta lúc trước nhận được tin tức, đạo thạch đang ở trong tay hắn, đúng chứ? Diệp Chi Mệnh nhìn thẳng A Âm, hóa ra, cô tới vì đạo thạch. A Âm cười nói, đừng hiểu nhầm, Tam Sinh là một người bạn rất tốt của ta. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. A Âm quay đầu lại liếc nhìn một cái, sau đó nói, ta vốn tưởng rằng Tam Sinh sẽ tới cùng với hắn. Thế nhưng không ngờ rằng, lại không hề tới. Có điều, ta đối với hắn lại càng thêm hiếu kỳ rồi. Một người mang ách nạn chi nhân trên người, vậy mà lại có thể sống tới hiện giờ, người bảo vệ ở phía sau hắn phải mạnh đến nhường nào chứ? Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, ta biết Dương Gian hiện giờ có một người rất không đơn giản, nàng ta chính là thiên đạo của vũ trụ Nam Triều. Cô đã gặp qua nàng ta chưa? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đã gặp qua. A Âm cười hỏi, nàng ta mạnh thế nào? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không biết. A Âm chớp mắt, cô cùng nhìn không ra sao. Diệp Chi Mệnh gật đầu, người phụ nữ đó, rất đáng sợ. Mộ Niệm Niệm là người con gái đáng sợ mà nàng ta đã gặp qua, bất kể là thực lực hay là chỉ số thông minh. A Âm khẽ nói, thật mong có cơ hội gặp nàng ta thử. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía A Âm, âm gian hiện giờ người biết đánh đấm nhất là ai? A Âm suy nghĩ một chút, sau đó nói, cô hỏi như vậy là hỏi khó ta rồi. Diệp Chi Mệnh lại hỏi, âm gian hiện giờ có mấy người biết đánh đấm nhất? A Âm cười nói, giờ thì dễ trả lời hơn rồi. Vị thứ nhất, chắc là người đứng đầu âm phủ, thực lực của vị đó vào mấy vạn năm trước đã đạt đến trên cả chứng đạo trong truyền thuyết rồi, còn hiện giờ tóm lại là một ẩn số. Người thứ hai chính là vị Nam Tàng Bồ Tát của Phật gia kia. Người này có tín niệm lớn, nguyện lực lớn, Phật Pháp tu vi càng thâm sâu khó lường, thực lực của ông ta cũng là một ấn số lớn nha. Bởi vì gần vạn năm nay chẳng thấy ông ta ra tay. Lần cuối cùng ông ta ra tay, là bởi vì một kiếp nạn của năm đó. Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lúc, sau đó hỏi, hết rồi hả? A Âm tiếp tục nói, vẫn còn hai vị nữa, một trong số đó đã tự nhốt mình dưới 18 tầng địa ngục. Tuyên bố muốn chịu cực hình khắc nghiệt nhất thế gian cho đến cuối đời, đáng tiếc, cuối đời của ông ta ít nhất vẫn còn tới chục vạn năm nữa. Hơn nữa, cho dù thân xác ông ta ngã xuống, thì linh hồn cũng vẫn có thể ở trên thế gian ít nhất thêm chục vạn năm nữa, vậy nên, nếu ông ta không nuốt lời, thì ông ta ít nhất còn phải tiếp tục bị dày vò 20 vạn năm nữa, đúng là những năm tháng dài đằng đẵng mà. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ông ta liệu sẽ không tự kết liễu mình chứ? A Âm lắc đầu, ông ta đã nói rồi, như vậy thì quá hời cho bản thân rồi. Ông ta không cho phép bản thân chết một cách thoải mái như vậy. Diệp Chi Mệnh khẽ nhíu mày, đối phương rốt cuộc đã làm ra chuyện gì,
khiến ông ta phải đối xử với bản thân như vậy chứ? A Âm lắc đầu, ngoại trừ cái tên Nam Tàng kia ra, thì chẳng có ai biết cả. Diệp Chi Mệnh trầm tư một lát, sau đó lại hỏi, người cuối cùng là ai? A Âm cười nói, vị thanh minh đạo quân của đạo đình kia, ông ta cũng là người làm chuyện siêu độ này, thực lực của ông ta cũng là một ẩn số, bởi vì ông ta vốn cũng chưa từng động thủ. Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lúc, sau đó nói, bọn họ thực ra đều là người bảo vệ của đại đạo, đúng chứ? A Âm gật đầu, phải. Bọn họ là những người ủng hộ những người từng lập ra trật tự. Diệp Chi Mệnh khẽ nhíu mày, thế tại sao 3000 đại đạo từng có tới gần một nửa sụp đổ chứ? Chẳng lẽ đạo đình với đám người bảo vệ có sức mạnh to lớn này đều mặc kệ sao? Hay là nói nội bộ bọn họ đã xảy ra vấn đề? A Âm khẽ nói, năm đó nội bộ bọn họ quả thực xảy ra một chút vấn đề, thế nhưng, đại nạn trước mắt, tất cả vấn đề đều không quan trọng bằng, vì vậy, bọn họ đã đồng tâm hiệp lực, muốn trừ bỏ tất cả đám người lập ra trật tự hiện hữu, cũng tức là những kẻ phá đạo. Nói tới đây, nàng ta lắc đầu mỉm cười một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, người đại uyên, cô đã gặp qua kẻ phá đạo chưa? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, chỉ mới nghe qua, chứ chưa gặp qua. A Âm cười nói, chả trách. Diệp Chi Mệnh khẽ nhíu mày, ý gì? A Âm nhìn về phía xa xăm, khẽ nói, bọn họ không phải là không muốn ngăn cản, mà là không thể ngăn cản, mỗi một kẻ phá đạo, đều là sự tồn tại của việc phá hủy đất trời, đặc biệt là những kẻ phá đạo có thể phá top 10 đại đạo, loại người này, càng đáng sợ đến mức cô không thể tưởng tượng được. Cái vị ở 18 tầng địa ngục kia cũng chỉ là một kẻ phá đạo bình thường, thế nhưng, nếu như ông ta muốn đi, âm gian này chẳng có ai có thể giữ ông ta lại được cả. Nói tới đây, nàng ta dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bên trong đại điện, cái vị bảo vệ đứng phía sau hắn là một kẻ phá đạo, đúng chứ? Diệp Chi Mệnh đáp, ta không biết, ta chưa từng gặp qua. A Âm khẽ mỉm cười đáp, chắc hẳn là một kẻ phá đạo, chỉ là không biết đối phương là kẻ phá đạo cấp bậc gì thôi, nếu như chỉ là một kẻ phá đạo bình thường. Sau nửa ngày, Diệp Huyên đi ra từ trong đại điện luân hồi. Hắn trông có vẻ tinh thần sảng khoái, trên mặt tràn ngập ý cười. Diệp Chi Mệnh và A Âm nhìn về phía Diệp Huyên, A Âm cười nói, thành công rồi. Diệp Huyên gật đầu, thành công rồi. A Âm mỉm cười, chúc mừng, vậy mà có được hai loại thần ấn, điều này ở trong đạo đình cũng là vô cùng hiếm thấy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, A Âm cô nương, lúc trước ta đã nghe các ngươi nói về đạo đình này rốt cuộc là thế lực gì? A Âm cười nói, là một thế lực vô cùng mạnh, trong đó, toàn bộ đều là người bảo vệ đại đạo. Diệp Huyên trầm giọng nói, bây giờ ta cũng tính là người của đạo đình sao? A Âm mỉm cười, về lý thuyết thì đúng vậy, bởi vì ngươi cũng là người bảo vệ đại đạo, nhưng ngươi nhất thiết phải được đạo đình sắc phong mới có thể thật sự tính là người của đạo đình. Mà ta vừa rồi nghe Chi Mệnh cô nương nói, ngươi đã cứu Hoa Bỉ Ngạn của cầu Nại Hà, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. A Âm nhẹ giọng nói, vậy ngươi có lẽ sẽ không thể trở thành người của đạo đình rồi. Diệp Huyên hỏi, cô gái kia. A Âm cười nói, đó không phải một cô gái bình thường, thân phận của nàng ta cực kỳ cao quý, có địa vị hết sức quan trọng trong đạo đình, nếu nàng ta không đồng ý, người khác sẽ không nể mặt nàng ta. Diệp Huyên nói, A Âm cô nương biết việc nàng ta làm không? A Âm gật đầu, biết. Diệp Huyên lắc đầu cười, nếu đạo đình đều là người như thế, cho dù bọn họ thỉnh cầu ta gia nhập vào ta cũng sẽ không gia nhập. A Âm nhìn Diệp Huyên, nói như vậy không đúng. Bất kỳ thế lực nào có người tốt, nhưng cũng sẽ có người xấu. Trong đạo đình, có một vài người mưu mô bất chính, nhưng cũng có rất nhiều người chính nghĩa. Diệp Huyên cười nói, cũng đúng, chỉ là A Âm cô nương, hành vi của nàng ta như thế, trong đạo đình không có người nào ngăn cản nàng ta sao? A Âm lắc đầu, không có ai lại vì một hoa linh bé nhỏ mà đắc tội nàng ta. Nói đến đây, nàng ta ngừng một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, trừ ngươi ra. Diệp Huyên cười cười, ta không biết nàng ta là ai. A Âm khẽ cười nói, ác nhân đã thành, không thể thay đổi.
Diệp Huyên nhìn thấy A Âm cô nương, người cũng là một người hộ đạo à? A Âm lắc đầu, ta không phải, nhưng mà ta cũng tính là người trong đạo đình. Đạo đình. Diệp Huyên trầm tư một lát, sau đó hắn nói, chúng ta đi thôi. Hắn cũng không quên, mục đích lần này tới là vì Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Ba người tiếp tục đi. Trên đường, A Âm chỉ về phía xa xa, phía trước cách trăm dặm, chính là Đài Liên Hoa Thánh. Diệp Huyên có chút tò mò, Đài Liên Hoa Thánh. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, đó là đàn tràng của Nam Tàng Bồ Tát, chuyên dùng để siêu độ hồn phách. Nam Tàng Bồ Tát. Nghe vậy, Diệp Huyên nheo mắt, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nếu không thì, chúng ta đi đường vòng đi. A Âm nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, ta nghe nói ngươi đã hủy diệt vùng Cực Lạc. Diệp Huyên chớp chớp mắt, chúng ta vẫn là đi đường vòng đi. A Âm lắc đầu, từ chỗ này đi đường vòng, phải vượt qua Kim Kê Sơn, cần mất càng nhiều thời gian hơn mới có thể đến thành Phong Đô. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi đừng lo lắng về Pháp Sư Nam Tàng kia, bởi vì Nam Tàng Bồ Tát đã rất lâu chưa hiện thân ở Đài Liên Hoa Thánh siêu độ vong hồn rồi. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? A Âm nhẹ giọng nói, hiện tại trật tự luân hồi chuyển sinh này đã hỗn loạn, hơn nữa không có nhiều oan hồn đi vào âm phủ, bởi vậy, Nam Tàng Bồ Tát đã rất lâu không xuất hiện ở Đài Liên Hoa Thánh siêu độ, vì vậy, ngươi không cần lo lắng sẽ gặp phải y. Nói xong, nàng ta lắc đầu cười, trước kia, không biết bao nhiêu oan hồn muốn gặp Nam Tàng Bồ Tát, bởi vì một khi được y siêu độ, cho dù nghiệp chướng lớn đến đâu cũng có thể được tẩy đi, sau đó được thiện đạo đầu thai. Hơn nữa, nếu cơ duyên đến, được thêm vào Phật Pháp của y, kết phần thiện duyên, vậy thì tiền đồ kiếp sau sẽ không bị giới hạn. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, vậy không đi đường vòng nữa. Hắn cũng tin là mình sẽ không xui xẻo như vậy. Ba người tiếp tục bước đi, chỉ chốc lát, Diệp Huyên đã thấy một đài hoa sen, đài sen cao đến 9 trượng, rộng mấy trượng. Ở trước đài sen còn có mấy cái đệm hương bồ, nhưng những chiếc đệm hương bồ này đã bị phủ lớp bụi rất dày. Không chỉ như thế, đài sen kia cũng trải đầy mạng nhện, vừa nhìn đã thấy rất lâu rồi chưa dùng qua. Diệp Huyên nhìn qua bốn phía đài sen, bốn phía lộ ra một vẻ hoang vắng. A Âm nhẹ giọng nói, rất lâu trước đây nơi này vô cùng phồn hoa náo nhiệt, cũng là nơi thánh thiện hiếm có ở âm phủ. Đáng tiếc bây giờ. Diệp Huyên nhìn thoáng qua đài sen kia, sau đó nói, chúng ta đi thôi. A Âm gật đầu. Ba người sắp rời đi, nhưng vào lúc này, đài sen kia đột nhiên bừng lên một luồng Phật quang, ba người nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, mẹ nó mình thật sự xui xẻo như vậy sao? Ngay khi Diệp Huyên chuẩn bị chuồn đi, trên đài Liên Hoa Thánh kia bỗng nhiên xuất hiện một hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng, sau người hòa thượng còn Phật quang thánh thiện. Nam Tàng Bồ Tát. Sắc mặt Diệp Huyên hơi khó coi, Nam Tàng Bồ Tát trước mặt này đem lại cho hắn cảm giác giống như trời sao mênh mông, sâu không lường được. Nếu đấu tay đôi, sợ là bản thân sẽ có chút nguy hiểm. Sắc mặt Diệp Chi Mệnh cũng hơi lúng túng, Diệp Huyên này cũng quá xui xẻo đi. Nam Tàng Bồ Tát đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện. Mà hắn vừa đến y đã xuất hiện rồi. A Âm nhìn thoáng qua Nam Tàng Bồ Tát, không nói gì. Nam Tàng Bồ Tát nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt y lộ vẻ kinh ngạc, nguyên nhân tai ách. Diệp Huyên trầm lặng. Hắn hiện tại đang suy nghĩ, đánh hay là chạy. Cũng có thể là lừa. Nhưng đại hòa thượng này trông có vẻ không dễ lừa. Lúc này, A Âm ở bên cạnh đột nhiên chắp tay lại, cười nói, Nam Tàng. Nam Tàng nhìn về phía A Âm, y mỉm cười, ngươi cũng ở đây. A Âm gật đầu. Nam Tàng nhẹ giọng nói, ngươi. A Âm cười mà không nói. Nam Tàng mỉm cười, ta không hỏi nữa. A Âm nói, Nam Tàng, ngươi là cảm nhận thấy gì không? Nam Tàng nhìn về phía Diệp Huyên, linh minh gặp tính. Ngươi là đệ tử của Phật gia ta. Diệp Huyên cười nói, không tính là vậy. Nam Tàng nhìn Diệp Huyên, ta nghe nói vùng Cực Lạc bị một thiếu niên hủy diệt, mà thiếu niên từng có quan hệ với vùng Cực Lạc, có phải là ngươi?
Diệp Huyên gật đầu, là ta. Nam Tàng khẽ cười nói, thiếu niên, ngươi vì sao phải diệt vùng cực lạc? Diệp Huyên nói, vùng cực lạc muốn cướp thư phòng của ta, muốn giết ta. Nam Tàng thấp giọng thở dài, lòng tham. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Huyên, ta còn cảm nhận được hơi thở của vô vọng trên người của ngươi. Xem ra, hắn ta không chỉ truyền cuốn đạo kinh của Phật gia cho ngươi, còn truyền cả Phật pháp truyền thừa của mình cho ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nam Tàng nhìn Diệp Huyên, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, Phật tổ nói, oan oan tương báo đến khi nào, ta cảm thấy việc này cứ như vậy thôi. Phụt. Một bên, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhìn không được bật cười, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, nàng ta cố nhịn xuống, nhưng nhịn thật sự có chút khổ sở. A Âm ở bên cạnh cũng lắc đầu, người này đã hủy diệt vùng cực lạc của người ta. Mà hiện tại lại nói với người ta cứ vậy thôi. Da mặt này sao lại dày như vậy chứ? Nam Tàng nhìn Diệp Huyên, nhất thời không biết nói gì, rất hiển nhiên, y lần đầu tiên gặp được người như thế. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, Nam Tàng Bồ Tát, Phật gia coi trọng sự công bằng, lời ấy có đúng không? Nam Tàng gật đầu, đúng. Diệp Huyên nhìn Nam Tàng, khi ta bị vùng cực lạc ức hiếp, vì sao Nam Tàng không hiện thân ngăn cản bọn họ? Nam Tàng lắc đầu, ta đã rất lâu không nhúng tay vào việc của Trần Gian rồi. Diệp Huyên lại hỏi, vậy vì sao bây giờ Nam Tàng lại muốn trách hỏi ta? Như vậy công bằng sao? Nam Tàng nhìn Diệp Huyên, người giết chóc không ít, nghiệp chướng có chút sâu nặng, ta có thể siêu độ cho ngươi một chút. Diệp Huyên đột nhiên nói, Nam Tàng Bồ Tát, người biết cầu Nại Hà và Bỉ Ngạn Hoa chứ? Nam Tàng gật đầu, biết. Diệp Huyên cười nói, nàng ta bị người khác tra tấn một cách vô tội nhiều kiếp như vậy, chẳng lẽ người tra tấn nàng ta không có nghiệp chướng nặng nề sao? Vì sao không thấy Bồ Tát siêu độ nàng ta? Nam Tàng không nói gì. Diệp Huyên cười nói, ta biết, bởi vì thực lực của nàng ta mạnh, thân phận không bình thường, cho nên, Bồ Tát không dám siêu độ nàng ta, thậm chí không dám thể hiện lòng từ bi cứu Bỉ Ngạn Hoa, đúng không? Nam Tàng nhìn hắn, vẫn không nói gì. Diệp Huyên tiếp tục nói, Phật gia chú trọng đại từ đại bi, nhưng Phật gia phát huy lòng từ bi cũng phải nhìn người đúng không? Nam Tàng thấp giọng thở dài, không nói gì. Diệp Huyên còn muốn nói cái gì, A Âm ở bên cạnh vội kéo tay áo Diệp Huyên lại không dừng lại, hắn tiếp tục nói, Nam Tàng Bồ Tát, người nói địa ngục không trống, thề không thành Phật, nhưng người có từng nghĩ tại sao địa ngục không trống không? Vấn đề không ở địa ngục, mà ở trần gian, vì sao năm đó có nhiều người phá đạo như vậy? Bởi vì không có công bằng, đã không công bằng, thì sẽ có phản kháng. Giống như vùng cực lạc, bọn họ muốn có đạo kinh, cho nên đến cướp của ta. Bồ Tát, người thấy thế nào về hành vi này của bọn họ? A Âm lại kéo tay áo của Diệp Huyên, hắn trừng mắt với A Âm, đừng ngăn ta còn muốn tiếp tục lừa, à không phải, ta còn muốn tiếp tục nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Nam Tàng, Phật nói chúng sinh bình đẳng, nhưng theo ta thấy, căn bản không bình đẳng. Vị tiền bối truyền Phật Pháp cho ta từng nói với ta, chúng sinh ở trong lòng ông ta là bình đẳng, những lời này, ta tin. Bởi vì ông ta không tiêu chuẩn kép. Nam Tàng Bồ Tát, ngươi. Một bên, A Âm đột nhiên giữ chặt tay Diệp Huyên, nói, y nói muốn siêu độ ngươi, đó là muốn làm sạch nhưng nhân quả ác niệm trên người ngươi, điều này đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Bao nhiêu người tha thiết mong muốn được y siêu độ đấy. Diệp Huyên chớp chớp mắt, siêu độ không phải là ý muốn giết chết ta sao? A Âm hơi giật khóe miệng. Ai nói với ngươi siêu độ chính là muốn giết chết ngươi? Ngươi chưa từng nghe qua câu này sao? Phật độ chúng sinh, y nói muốn siêu độ ngươi là muốn siêu độ những nhân quả ác niệm không tốt trên người của ngươi, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyên nhìn A Âm, vì sao ngươi không nói sớm? A Âm giang tay, tự ngươi không dừng lại. Diệp Huyên trầm lặng một lúc, sau đó nói, bây giờ làm thế nào đây? Ta hơi xấu hổ. Chấm 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 chấm. Lúc này, Nam Tàng Bồ Tát đột nhiên cười nói, thực ra, người nói đều không sai. Diệp Huyên nhìn về phía Nam Tàng Bồ Tát nhẹ giọng nói, thế giới này có rất nhiều rất chỗ không hợp lý,
ví dụ như Bỉ Ngạn Hoa vừa rồi ngươi nói. Nói đến đây, y thấp giọng thở dài. Một bên, A Âm đột nhiên nói, Nam Tàng Bồ Tát không cần tự trách, nếu không phải ngươi, hai vị kia sớm đã tan biến rồi. Nam Tàng lắc đầu, chúng ta đều biết vị đạo đình kia làm sằng làm bậy, nhưng không có ai nguyện ý đứng ra. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Huyên, về điểm này chúng ta không bằng ngươi. Diệp Huyên cười khổ, hiện tại cô gái kia muốn trả thù ta. Nam Tàng hỏi, nếu cho ngươi cơ hội lựa chọn lại lần nữa, ngươi vẫn sẽ làm như vậy, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Nam Tàng mỉm cười, rất tốt, tiểu huynh đệ tuy rằng bị nguyên nhân tai ách cuốn lấy, nhưng có một trái tim lương thiện, chẳng trách vô vọng lại truyền thụ toàn bộ lại hết cho ngươi. A Âm đột nhiên nói, trái tim lương thiện. Nói xong, nàng ta còn nhìn thoáng qua Diệp Huyên. Nam Tàng gật đầu, ta sẽ không nhìn lầm đâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ta hủy diệt vùng cực lạc, ngươi không giúp bọn họ báo thù sao? Nam Tàng lắc đầu, các hòa thượng ở vùng cực lạc sinh lòng tham, bọn họ có kết cục kia là do bọn họ gieo gió gặt bão. Hơn nữa, theo ta được biết, ngươi không hủy diệt hoàn toàn vùng cực lạc, mà đang xây dựng lại vùng cực lạc. Diệp Huyên gật đầu. Nam Tàng cười nói, cho rằng hồi báo, ta niệm một lần đại thừa kim cương kinh siêu độ cho ngươi. Diệp Huyên vội vàng nói, có thể siêu độ bỏ nguyên nhân tai ách trên người của ta không? Nam Tàng hơi do dự, sau đó lắc đầu, sợ là không thể. Diệp Huyên. Nam Tàng cười nói, nhưng có thể rửa sạch một số nhân quả ác niệm khác trên người ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó gật đầu, vậy làm phiền rồi. Nam Tàng khẽ gật đầu, y bắt đầu niệm kinh văn, rất nhanh, vô số kinh văn màu vàng bay về phía Diệp Huyên. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên bị những kinh văn màu vàng kia bao vây, mà một vài sợi đen xung quanh hắn bắt đầu dần dần trở nên hư ảo. Một bên, Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên bị kinh văn bao vây, không biết suy nghĩ điều gì. A Âm cũng lặng lẽ nhìn Diệp Huyên và Nam Tàng trước mắt. Khoảng một canh giờ sau, Nam Tàng ngừng lại, mà quanh người Diệp Huyên lại được bao bọc bởi Phật Quang. Diệp Huyên vận động gân cốt một chút, dường như phát hiện cái gì. Hắn nhìn về phía Nam Tàng, vì sao ta lại cảm giác cơ thể nhẹ nhàng như vậy? Một bên, A Âm đột nhiên nói, bởi vì một vài nhân quả linh tinh trên người ngươi đã được rửa sạch, không có nhân quả người tự nhiên nhẹ đi. Hơn nữa, đại pháp siêu độ kia còn thanh lọc cơ thể ngươi, bây giờ cơ thể của ngươi không có chút tạp chất nào, muốn bứt phá lên chứng đạo cảnh sẽ trở nên càng đơn giản hơn. Nghe vậy, Diệp Huyên thay đổi sắc mặt, hắn nhìn về phía Nam Tàng. Hai tay chắp lại, đa tạ. Lần này hắn quả thật là có chút bất ngờ, bởi vì hắn thật không ngờ này Nam Tàng không chỉ không gây phiền phức cho hắn, còn giúp trợ hắn. Nam Tàng nhìn Diệp Huyên, tiểu huynh đệ, ta vẫn luôn tin rằng, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Chúng Phật của Phật gia cướp đạo kinh của ngươi, ngươi chém giết bọn họ, không gì đáng trách, mà ngươi để lại truyền thừa của Phật gia, hơn nữa còn giúp vùng cực lạc xây dựng lại. Đây là hành động tốt của ngươi, hôm nay ta giúp ngươi, chính là báo đáp hành động tốt này, là thiện quả. Từ hôm nay trở đi, Phật gia và ngươi không còn ân oán, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên nhìn thoáng qua Nam Tàng, gật đầu, được. Nam Tàng khẽ gật đầu, y nhìn về phía A Âm, bảo trọng. Nói xong, cơ thể y liền trở nên hư ảo, rất nhanh, y hoàn toàn biến mất khỏi đây. Tại chỗ. Diệp Huyên trầm lặng. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhìn về phía A Âm, nói, nếu lúc trước hắn giết sạch cả vùng cực lạc sẽ như thế nào? A Âm cười nói, vậy hôm nay nếu như hắn không có át chủ bài, thì sẽ không thể rời khỏi nơi này. Diệp Chi Mệnh trầm lặng. A Âm nhẹ giọng nói, các cao thủ của Phật gia cướp thư phòng của hắn, đó là ác niệm, hành động tội ác. Trong lòng Nam Tàng, Diệp Huyên giết bọn hắn, không có gì đáng trách. Mà những đại Phật kia có kết cục này cũng là do bọn họ gieo gió gặt bão. Nhưng vùng cực lạc có rất nhiều hòa thượng nghiên cứu Phật Pháp, những người này vô tội. Diệp Huyên không giết bọn họ, hơn nữa xây dựng lại vùng cực lạc, điều này ở trong lòng Nam Tàng là hành động tốt, nếu đã là hành động tốt thì nên có thiện quả. Nhưng mà... Nói đến đây, nàng ta ngừng lại. Diệp Huyên nhìn về phía A Âm, nhưng mà sao?
A Âm nhẹ giọng nói, ngươi có được truyền thừa từ một vị cao tăng đắc đạo của Phật gia, mà vị cao tăng còn có mối quan hệ sâu xa với Nam Tạng Bồ Tát, nhưng y lại không nói điểm này ra, càng không chỉ điểm ngươi, điều này có nghĩa y không muốn có liên quan quá nhiều với ngươi. Giống như vừa rồi y nói, ân oán giữa các ngươi đã thanh toán xong. Diệp Huyên cười nói, ta hiểu rồi. A Âm nhìn Diệp Huyên, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút, nếu bây giờ ngươi rời khỏi, sau khi trở về tu luyện chăm chỉ, tương lai sau này là vô hạn. Nếu ngươi, Diệp Huyên nhìn về phía A Âm, bây giờ ta trở về thành thật làm người, âm phủ sẽ bỏ qua cho ta sao? A Âm trầm giọng nói, ngươi có thể giao đá tam sinh ra. Diệp Chi Mệnh nghe đến đây thì cau mày lại, nàng ta biết rằng A Âm và tam sinh thạch là bạn bè. A Âm hỏi như vậy, không thể nghi ngờ là đang kiểm tra Diệp Huyên, bởi vì Diệp Huyên không biết điểm ấy. Diệp Huyên nhìn A Âm, cười nói, A Âm cô nương, tam sinh là bạn của ta sẽ giao nàng ta cho âm phủ, ta cũng không có tư cách giao nàng ta cho âm phủ, bởi vì nàng ta không phải một vật phẩm của Diệp Huyên ta có tư cách gì làm chủ cho nàng ta. A Âm nhìn thẳng vào Diệp Huyên, một lát sau, nàng ta mỉm cười, nàng ta đi theo ngươi, ta yên tâm rồi. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi chính là người bạn mà tam sinh nói. A Âm gật đầu, đúng vậy, ta chính là người bạn duy nhất ở âm phủ của nàng ta, mà nàng ta cũng là người bạn duy nhất của ta. Lần này ta tới tìm ngươi chính là muốn nhìn một chút người nàng ta chọn, mà sở dĩ ta có thể tìm được ngươi là bởi vì trên người của ngươi có hơi thở của nàng ta. Năm đó ta và nàng ta đã làm bạn trăm nghìn năm, ta rất quen thuộc hơi thở của nàng ta. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía xa xa, từ đây đi 660 dặm là đến thành Phong Đô. Sau khi vào thành, các ngươi đi về phía Nam Thành, nơi đó có một vùng cấm địa, đó là sông Hoàng Thuyền, ở đó có ít nhất có 6 vị cao thủ chứng đạo trấn thủ, các ngươi muốn quang minh chính đại đi vào là không thể. Diệp Huyên hỏi, ngươi có cách nào không? A Âm gật đầu, nàng ta mở lòng bàn tay ra, trong tay nàng ta có một viên đá nhỏ, còn đây là đá ẩn hồn, có thể hơi thở linh hồn, ngươi có thể dùng đá này lặng lẽ lén đi đến sông Hoàng Tuyền, về phần sau khi ngươi vào có thể lấy được nước Hoàng Tuyền hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. Diệp Huyên nhận lấy đá ẩn hồn kia, sau đó nhìn về phía A Âm, ngươi phải đi rồi. A Âm khẽ gật đầu, ta không thể tiếp tục đi cùng ngươi nữa. Nói xong, nàng ta lắc đầu cười, ta đã đánh giá quá cao thực lực của mình rồi. Ta vốn cho rằng ta có thể ngăn cản nguyên nhân tai ách trên người ngươi, nhưng hiện tại xem ra, ta cũng không thể. Ta có loại trực giác mãnh liệt rằng nếu tiếp tục đi theo ngươi, ta có thể sẽ xong đời. Diệp Huyên. A Âm lại nói, về Bỉ Ngạn Hoa lúc trước ngươi nói, thực ra năm đó không phải Nam Tạng Bồ Tát không nhúng tay vào, mà là sau khi nhúng tay không có kết quả. Lai lịch của cô gái kia đáng sợ hơn nhiều so với ngươi tưởng. Mà theo ta biết, sau khi nàng ta biết ngươi cứu Bỉ Ngạn Hoa, đã rất tức giận, vô cùng tức giận, mà nàng ta tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mà ngươi lại muốn đi lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy, ta còn đi theo ngươi, sợ là sẽ khó có thể thoát thân, cho nên, chúng ta chỉ có thể chia tay từ đây thôi. Diệp Huyên gật đầu cười, bảo trọng. A Âm gật đầu, nếu ngươi có thể trở về. Nhớ giúp ta chuyển lời tới tam sinh, bảo nàng ta đừng cứ nghĩ tấn công âm phủ nữa. Nếu nàng ta không từ bỏ, ngươi liền nói với nàng ta rằng ta rất tốt, ta sẽ dành thời gian đến thăm nàng ta. Diệp Huyên nói, được. A Âm mỉm cười, bảo trọng. Nói xong, nàng ta xoay người bay về phía xa xa, chỉ chốc lát, nàng ta đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh. Tại chỗ, Diệp Huyên trầm lặng. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, người muốn nói cái gì? Diệp Huyên cười khổ, Chi Mệnh, lần này đi thành Phong Đô rất nguy hiểm. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người muốn ta rời đi. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, đây là ngươi nói, không phải ta. Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh khẽ nhếch khóe miệng. Nàng ta lắc đầu cười, con ngươi thật là, đi thôi. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Diệp Huyên vội vàng đuổi theo, sau đó nói, Chi Mệnh ngươi xem, Nam Tàng lợi hại như vậy, nhưng cũng không muốn có dính líu gì tới ta.
Còn có A Âm, đối phương thần bí như thế, nhưng cũng không dám tiếp tục đi theo ta. Ta biết, hai người bọn họ chắc chắn cảm nhận thấy ta có nguy hiểm, cho nên mới làm như vậy, ngươi. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên, nếu ngươi biết có nguy hiểm, vì sao còn muốn đi Phong Đô? Diệp Huyên cười nói, ngươi biết đấy, con người của ta thật ra rất sợ chết, sẽ không làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng, lần này ta đi Phong Đô là có 9 phần nắm chắc. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, để ta đi cùng ngươi đi. Có ta ở đây, có thể giúp ngươi không ít. Về phần nguy hiểm, ngươi yên tâm, Phong Đô này, ta cũng có 9 phần nắm chắc mình sẽ không sao. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi lừa ta. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, là ngươi lừa ta trước. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, sau đó đi theo. Trên đường. Chi Mệnh, ngươi chừng nào mới coi ta là bạn? Ta chưa từng coi ngươi là bạn, ta chính là đang lợi dụng ngươi. Ngươi nói như vậy, làm ta rất tổn thương. Ta chính là đang lợi dụng ngươi. Lợi dụng ngươi tìm kiếm đạo kinh, lợi dụng ngươi đối kháng thế lực phía sau ta. Chi Mệnh, vì sao ngươi lại ở hình dáng một đứa trẻ? Ngươi có thể khôi phục bản thể không? Ngươi khôi phục bản thể, chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn cả bây giờ đúng không? Câm miệng. Nếu không, ngươi khôi phục bản thể cho ta xem. Câm miệng. Ta chỉ nhìn một cái. Cút. Chấm chấm chấm. Thành Phong Đô. Thành Phong Đô rất lớn, cả tòa thành tỏa ra âm khí và tử khí ngập trời. Âm u lạnh lẽo. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên khi thấy Thành Phong Đô. Hắn chưa bao giờ thấy nơi nào âm u lạnh lẽo như vậy, cả tòa thành đều tỏa ra âm khí và tử khí, nơi này thật sự người sống chớ vào. Nếu không phải hắn có tử vực, hắn cũng không thể thích ứng ở đây. Dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, ngươi không sao chứ? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không sao. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía cửa thành Phong Đô, ở đó có không ít âm hồn đang bay lơ lửng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Chi Mệnh, ngươi thật sự muốn đi theo ta sao? Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi thật sự phải đi sao? Diệp Huyên gật đầu. Diệp Chi Mệnh nói, vậy ta đi theo ngươi. Diệp Huyên trầm lặng. Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, ta nói thật đấy, ta có thể tự bảo vệ mình. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, ngươi cùng ta đi đến nơi này, đã rất có ý nghĩa rồi. Ngươi thật sự không cần phải mạo hiểm cùng ta nói thật đấy. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, ngươi là sợ liên lụy ta, sau đó áy náy cả đời, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Diệp Chi Mệnh trầm lặng một hồi, sau đó nói, không có sự trợ giúp của ta, ngươi không thể lấy được Hoàng Tuyền Thánh Thủy đâu. Nói xong, nàng ta lại đi hướng về phía xa. Diệp Huyên trầm lặng một lúc, sau đó đuổi theo. Hai người lợi dụng đá ẩn hồn mà A Âm đưa cho thuận lợi tiến vào thành Phong Đô. Sau khi vào thành Phong Đô, Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh đều có chút không được tự nhiên. Nơi này quá nhiều âm hồn. Hơn nữa, có vài âm hồn thật sự là bộ mặt dữ tợn, tướng mạo rất khó coi. Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía, hắn phát hiện, thành Phong Đô này rất phồn hoa. Nơi này nhà cao tầng san sát nhau, trên đường vô số xe linh, còn có âm hồn nhộn nhịp, hai bên càng là đủ loại cửa hàng. Nơi đây không giống với âm phủ hắn tưởng tượng. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhẹ giọng nói, những âm hồn ở nơi này hẳn là đều không thể luân hồi. Hoặc thay vì nói không thể luân hồi thì hoặc là nói đều là các quỷ tu, chuyên tâm tu luyện hồn phách. Diệp Huyên nhìn thoáng qua những âm hồn này, có vài âm hồn thực lực không yếu, thậm chí có vài vị còn là quy nguyên phá giới cảnh. Nhưng còn độn nhất cảnh, hắn ngược lại không phát hiện ra. Rõ ràng, loại cao thủ như độn nhất cảnh cũng thuộc về số ít ở âm phủ. Hai người không lãng phí thời gian, tiếp tục đi, chỉ chốc lát. Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh đã đến cấm địa của thành Phong Đô. Sông Hoàng Tuyền. Ở trước mặt hai người có một rừng rậm, mà phía sau rừng chính là sông Hoàng Tuyền trong truyền thuyết. Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh vừa đến gần cánh rừng kia, hai người đã cảm nhận thấy mấy đạo hơi thở mạnh mẽ. Loại hơi thở mạnh mẽ này làm cho hai người đều biến sắc.
rất mạnh. Sắc mặt Diệp Huyên nghiêm trọng, nơi này quả nhiên không đơn giản. Cũng may có đá ẩn hồn mà A Âm cho, bằng không, hắn và Diệp Chi Mệnh căn bản không thể tới gần nơi này. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, huyền khí truyền âm, vào tháp. Diệp Chi Mệnh gật đầu, sau đó nàng ta tiến vào trong tháp giới ngục. Diệp Huyên đi về phía rừng rậm, nhờ có đá ẩn hồn, hắn rất thuận lợi ẩn nấp trước những hơi thở mạnh mẽ kia. Sau khi vào rừng rậm, Diệp Huyên phát hiện, rừng rậm nơi nơi đều tràn ngập các loại bùa kỳ dị thần bí, những bùa này treo đầy trên cây cổ thụ, rất là quỷ dị. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, đây là quỷ phù trận, chuyên phá tất cả các thuật ẩn nấp trên thế gian. Diệp Huyên trầm giọng nói, có tác dụng với đá ẩn hồn của ta không? Diệp Chi Mệnh nói, không, nhưng mà ngươi cần cẩn thận một chút, đừng đụng vào những bùa này. Diệp Huyên gật đầu, hắn chậm rãi đi về phía xa, trong lúc đi, hắn không dám đi đụng vào bùa, hắn biết rõ tình cảnh hiện tại của mình, một khi bị phát hiện, không biết bao nhiêu cao thủ âm phủ sẽ đến vây bắt hắn. Không thể có chút sai sót nào. Diệp Huyên chậm rãi đi tới, chỉ chốc lát, hắn dừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, lộ vẻ một khối đủ âm hồn, một vài âm hồn bị đính lên những cây cổ thụ thần bí, trên người thỉnh thoảng có lôi điện lóe lên, mỗi một lần lôi điện lóe lên, những âm hồn đó sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Diệp Huyên liếc nhìn những âm hồn kia, trầm giọng nói, những người kia không phải đến trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy đấy chứ. Diệp Chi Mệnh nói, có lẽ vậy, âm phủ để bọn họ lại chỗ này, rõ ràng là muốn làm những người đến trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy khiếp sợ. Diệp Huyên nhìn thoáng qua những âm hồn kia, lắc đầu thật thảm. Nói xong, hắn tiếp tục bước đi. Diệp Chi Mệnh nói, người cũng có thể bị treo lên đây. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, ta sẽ không. Diệp Chi Mệnh nói, vậy cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu, hắn hiện tại càng cẩn thận hơn. Nơi này thật sự nguy hiểm. Thật là mọi lúc đều vô cùng lo sợ. Ước chừng đi khoảng một canh giờ, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại ở trước mặt cách hắn mấy trượng, một cây cổ thụ ở đó treo một cái đầu máu chảy đầm đìa, cái đầu đầy máu kia có da thịt, không phải âm hồn, nhưng Diệp Huyên phát hiện, trong cái đầu đó có nhốt một linh hồn. Không cần phải nói, đây cũng là một người bị nhốt, nhưng người này mạnh hơn những người trước một chút. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cái đầu, sau đó tiếp tục đi. Nhưng vào lúc này, cái đầu kia hơi nâng lên, sau đó nhìn qua chỗ Diệp Huyên đứng. Diệp Huyên cứng đờ người, hắn nhìn về phía đầu kia đang nhìn hắn, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, cười âm hiểm. Diệp Huyên trầm lặng. Mẹ nó! Người này có thể nhìn thấy mình. Cái quỷ gì? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Diệp Huyên gật đầu, nhưng hắn biết, bây giờ hắn chạy chỉ có đường chết. Diệp Huyên rất bình tĩnh, bản thân hắn sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua. Diệp Huyên nhìn về phía cái đầu kia, khóe miệng hơi nhếch lên, cười rất ung dung. Cái đầu kia hơi ngẩn người, người này trấn tĩnh như vậy. Diệp Huyên cứ vậy đi đến trước cái đầu kia, hắn nhìn đánh giá cái đầu, không nói gì, rất bình tĩnh, cũng rất ung dung. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyên, người đang cố giả vờ trấn tĩnh. Diệp Huyên đột nhiên lấy bội kiếm của người đàn ông áo xanh ra, hắn đưa thanh kiếm đến trước mắt cái đầu kia. Cái đầu kia nhìn thấy thanh kiếm, đồng tử chợt co rụt lại, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin kiếm này. Diệp Huyên cười mà không nói. Cái đầu nhìn Diệp Huyên, ngươi phá đạo. Diệp Huyên gật đầu. Cái đầu kia nhíu mày, nhưng ta có thể cảm nhận thấy ngươi không phải rất mạnh, ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, cái đầu kia giật mí mắt, theo bản năng không dám nói tiếp. Người phá đạo. Người như thế, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên nhìn đánh giá cái đầu, vì sao ngươi lại bị nhốt ở đây? Cái đầu kia trầm giọng nói, Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, người đã thất bại. Cái đầu kia nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía xa. Cười nói, thật không dám giấu giếm, bản tôn lần này đến cũng là vì Hoàng Tuyền Thánh Thủy.
Cái đầu kia đột nhiên nói, ngươi thật sự là người phá đạo sao? Diệp Huyên nhìn về phía cái đầu, nhíu mày, ngươi là muốn nếm thử xem kiếm của bản tôn có sắc bén không? Nói xong, hắn cầm kiếm chỉ vào giữa chân mày cái đầu kia. Cái đầu kia ngược lại không có vẻ sợ hãi, hắn ta nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt bình tĩnh, các hạ, nếu kiếm này thật sự là của ngươi, nhưng vì sao ta cảm giác nó và ngươi hình như không phải là một thể? Diệp Huyên trầm lặng. Người này không dễ lừa. Đúng lúc này, kiếm linh đột nhiên khẽ rung lên, sau đó hóa thành huyết quang biến mất vào giữa chân mày Diệp Huyên. Giờ phút này, người là kiếm, kiếm tức là người. Cái đầu kia nhìn thấy cảnh này, thay đổi sắc mặt, lúc này vội vàng nói, vừa rồi có chỗ đắc tội, vẫn thỉnh các hạ thứ lỗi. Lúc này, hắn ta đã tin lời Diệp Huyên nói. Theo hắn ta thấy, kiếm này có thể dung hợp với Diệp Huyên, vậy khẳng định chính là kiếm của Diệp Huyên. Bởi vì loại kiếm có cấp bậc này tuyệt đối không có khả năng sẽ phục tùng một người ngoài. Đương nhiên, hắn ta không thể ngờ, trong lòng thanh kiếm này, Diệp Huyên không phải người ngoài. Sắc mặt Diệp Huyên bình tĩnh, hắn nhìn đánh giá cái đầu kia, sau đó nói, người bị nhốt ở đây bao nhiêu năm rồi? Cái đầu kia trầm giọng nói, 19.000 năm. Gần 20.000 năm. Diệp Huyên nheo mắt, mẹ nó, như vậy cũng quá tàn nhẫn đi. Diệp Huyên trầm ngâm một lát, sau đó nói, như này thì sao, đợi sau khi ta hoàn thành việc. Ta cứu ngươi ra ngoài. Hiện tại hắn muốn trấn an người này, để đối phương đừng làm bậy, bằng không, một khi đưa cao thủ âm phủ tới, vậy thật sự xong đời. Cái đầu kia do dự một lát, sau đó nói, không cần. Trong mắt Diệp Huyên hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ không muốn ra ngoài sao? Cái đầu kia lắc đầu, thật không dám giấu giếm, bây giờ ta đã có năng lực phá phong ấn trong cơ thể của ta, nhưng ta đang đợi, đợi bọn họ buông lỏng một chút, ta mới thoát vòng vây ra ngoài. Nói xong, hắn ta nhìn về phía xa xa, theo ta quan sát, mỗi lần đến ngày lễ đặc biệt, cũng chính là lễ quỷ trăm năm một lần ở âm phủ, vào ngày đó, các cao thủ âm phủ sẽ gặp nhau. Vào lúc đó nơi này sẽ buông lỏng hơn nhiều, ta chuẩn bị thoát ra vào lúc đó. Diệp Huyên chớp chớp mắt, lễ quỷ. Cái đầu kia gật đầu, còn một tháng nữa là đến lễ quỷ. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, thôi được, ta đây sẽ không ép buộc. Ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn đi về phía xa. Lúc này, cái đầu kia đột nhiên nói, tiền bối cũng bảo trọng. Diệp Huyên mỉm cười. Trong nụ cười lộ ra sự tự tin vô địch, yên tâm, cho dù là Nam Tàng và chủ của âm phủ hay cả vị Thanh Minh đạo quân liên kết với nhau cũng không làm gì được ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 115.